Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 675 Cắn nón Sau khi Phùng Bảo dừng xe lại xong, xe phía sau cũng nhanh chóng dừng lại Tôi từ trên xe bán tải bước xuống, những người khác cũng lần lượt xuống xe, đứng ra sau lưng tôi, liễu dục chú và trần mù thì bước đến bên cạnh tôi. Xác định là ở chỗ này hả? Liễu dục chú hỏi. Tôi gật gật đầu, rồi lại nhìn kỹ phong thủy bàn, đáp, chỗ này là nơi tử khí nhiều nhất trên con đường này, từ phía sau đường hầm này thông tới thôn tiểu liễu là một con đường thẳng không có vấn đề đâu ngửa mặt lên tôi lại lần nữa nhìn lên thân núi phía bên trên đường hầm hai quả núi thấp dường nhiên chạm vào nhau hai mạn hông phía sau núi trong tương đối to thô uốn lượn hình dáng giống như hai khuỷu tay đập vào nhau vậy tuy rằng bây giờ là trong đêm nhưng trăng sáng sao thưa có thể nhìn thấy rừng cây trên núi ung tùng rậm rạp một khía cạnh khác cũng nói lên rằng chỗ này là một nơi có phong thủy tốt trong sổ tay nói phủ đệ nằm ở một chỗ trong núi, chúng ta từ chỗ này lên núi, rồi từ lối nào đi qua. Liễu Dục chú lại lần nữa hỏi. Tôi cũng từng đưa Liễu Dục chú xem quyển sổ tay tạp ký của Lý Âm Dương, vậy nên gã cũng biết sơ sơ một ít chuyện. Ánh mắt tôi nhìn quét qua hai bên, chỉ chỉ vào con đường nhỏ ở lề đường mé bên phải, từ chỗ nào lên núi cũng là đường, chỉ là không biết trên con đường này có bao nhiêu nguy hiểm, trực tiếp căn cứ theo phương vị trong núi đi qua là được nói rồi tôi trực tiếp nhấc chân đi về phía trước luôn trong thời gian này tôi liên tục cầm phong thủy bàn trong tay quan sát hướng đi của kim chỉ bên trên bất cứ lúc nào từ bên đường đi vào trong con đường nhỏ sau khi lên đường núi một phát tôi liền cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại cái kiểu yên tĩnh này giống như ngoài mấy người chúng tôi ra không còn bất cứ hơi hướng của thứ gì hết yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình thậm chí còn cảm giác được huyệt thái dương hơi hơi co giật cúi đầu nhìn xuống phong thủy bàn lúc này kim chỉ đang hình thành kim đoài hiện giờ vị trí mà chúng tôi đang đi khí trong phong thủy thuộc về phúc thần hộ pháp theo lý mà nói sẽ không xuất hiện thứ quỷ quỷ quái quái gì lúc này không có gió nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được xung quanh có một luồng chảy hướng về phía một phương vị ở trên núi đây là nguyên nhân do sinh khí hội tụ sinh khí quá đặc núi triều án xung quanh toàn bộ đều hội tụ tại đây nên mới khiến sinh khí thành dòng chảy, giống như trên kế nương phần, phị phát quỷ, tôi đều có thứ cảm giác này. Có điều ở chỗ kế nương phần rất yếu, phị phát quỷ thì mạnh hơn ở đây rất nhiều. Tốc độ bước chân của tôi rất nhanh, liễu dục chú và trần mù đi theo không vấn đề, nhưng người nhà họ phùng phía sau cổng theo đồ thì có vẻ hơi gắn gượng. Đi mãi đi mãi, đột nhiên, tôi phát hiện bên lệ đường phía trước có một ngôi miếu đá giống như miếu thổ địa, ngôi miếu này chỉ cao có 30 phân, phía trước đặt đồ cúng, hai bên có nến hương bên trên có một tấm biển viết ba chữ miếu khôi tiên lúc này phong thủy bàn trong tay tôi kim chỉ không còn là kim đoài nữa mà một lần nữa thành kim trắc đứng yên mặt tôi hơi biến sắc mất tự nhiên nói y lại còn lập miếu cho gia tiên bản thân gia tiên đã là tà bây giờ có thêm hương hỏa thờ cúng sợ rằng rất khó đối phó cố gắng đừng chậm tôi còn chưa nói hết câu đột nhiên phía sau đã truyền lại một tiếng hét thảm tôi vụt ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau sau lưng phùng bảo có một người nhà họ phùng lúc này đã co quắp người ngã lăn ra đất sống chết ông chặt lấy chân mình những người khác nhà họ phùng cũng bị dọa không hề nhẹ liền định quay lại gần để xem tôi nghiêm giọng quát đừng có lại gần anh ta mọi người lập tức đều dừng lại đứng yên tại chỗ kinh hãi nhìn sang tôi tôi nhanh chân đi đến trước mặt người nhà họ phùng đó bảo hắn bỏ tay ra Dây tiếp theo tôi mới nhìn thấy, giày của hắn rách ra một cái lỗ, ngón chân út đã bị cắn đứt mất một nửa, vết thương đứt lìa thành hình răng cưa, máu me be bét. Vừa Vừa nãy có một con chuột bự lắm, đột nhiên từ dưới đất trồi lên, tôi định giẫm một phát cho chết. Kết quả nó cắn tôi một miếng. Người nhà họ Phùng này khoảng chừng gần 30 tuổi, coi như là đàn ông tuổi trẻ lực lưỡng rồi, trên trán mồ hôi lạnh liên tục túa ra từng giọt to đùng, cơn đau đứt ngón đặt lên người bất cứ ai đều khó có thể nhẫn nhịn nổi ai cũng lá nguyệt quế lông mèo tôi trầm giọng gọi một câu phùng bảo gọi một phát lập tức liền có một người nhà họ phùng khác đi lên trước hắn lấy cái gùi trên lưng xuống mở nó ra trong cái gùi này đựng non nửa gùi lá cây nguyệt quế ngoài ra còn để bao nhiêu túi ni lông nhỏ đựng lông mèo tôi rút mấy phiến lá nguyệt quế ra mang nó vào chung với một túi nhỏ lông mèo ấn lên trên vết thương ngón chân bị cắn của người nhà họ phùng kia. Lập tức hắn liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, vị trí vết thương xèo xèo bốc khói trắng. Lúc trước trên tướng mặt hắn, lờ mờ chỗ nhân trung có khí đen, ấn đường và hai gò má cũng có khí đen, đúng kiểu khó sống qua ba ngày. Bây giờ thì đang dần trở lại bình thường, ngoài việc hơi có chút tái nhật ra, những thứ khác đều tạm ổn cả. Là tiên sinh. Không đau quá thế nữa rồi, cậu thần thật đấy. Người nhà họ Phùng đó ngẩn người nói Tôi lập tức bảo Phùng bảo kiếm một mảnh vải ra băng bó cho hắn một chút Rồi mới lắc lắc đầu nói Không phải là tôi thần Mà là vết thương của anh đau đến tê dại rồi Bản thân anh lại tương đối có khả năng nhìn Vậy nên mới cảm giác không sao nữa Tiếp đấy tôi nhìn quét qua mọi người Trầm giọng nói Ở đây rất dễ xuất hiện chuột, rắn, nhím, hồ ly, hoàng bị tử Đây là ngũ gia tiên Trên cơ bản mõm chúng đều chẳng sạch sẽ vào đâu được Trước đây tôi đều nói qua với các anh rồi, đối phó với chuột khôi tiên thì dùng lá nguyệt quế vào nát trộn lẫn với lông mèo, lại gần các anh rồi, thì trực tiếp chắc luôn một nắm ra là có thể khiến khôi tiên toi mạng. Rắn liễu tiên thì dùng roi liễu dính hùng hoàng vụt, có thể đánh đứt bảy thốn của rắn. Ngoài ra, cởi hết áo trên người xuống, tránh lúc nửa dính phải chiêu của bạch tiên. Mọi người đều rối rít làm theo lời tôi nói, lúc bọn họ cởi bỏ áo khoác trên người xuống, thứ lộ ra ngoài đều là áo khoác lông màu vàng lần đó từ bạch bì dẫn theo một đám hoàng bì tử tới quấy phá nhà họ phùng chết không ít chỗ còn lại đều lột da cất đi bây giờ có thể dùng đến rồi thứ có thể khắc chế nhiễm bạch tiên chính là hoàng bì tử mọi người đều mặc áo khoác hoàng bì bạch tiên chạm phải liền không dám động cửa còn về hồ ly thì cần ngao sói đi khắc chế chúng tôi không cách gì chuẩn bị đồ vật tốt hơn cuối cùng là hoàng bì tử trong ngũ gia tiên là thứ mà chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất hoàng bì tử thuộc dạng âm tài nhất cũng là thứ khó khắc chế nhất. Tôi đồng thời cũng có sự chuẩn bị, có điều lúc này lại không để bọn họ lôi ra ngoài. Tất cả mọi người đều cần cẩn thận càng cẩn thận hơn. Tiếp tục đi lên trước. Chính vào lúc này, chết phía trước đột nhiên truyền lại tiếng đổ sụp. Tôi lập tức ngoảnh đầu lại, thì nhìn thấy ngao sói đang ở cạnh miếu khôi tiên, vừa vặn một chân dẫm lên trên chóp miếu khôi tiên, cả cái miếu nhỏ lập tức liền đổ sụp mất luôn. Một bóng đen màu xám vụt vọt ra ngoài, Tốc độ của ngao sói còn nhanh hơn Một phát tập lên trước Ngoạm lấy một con chuột lớn dài gần bằng cẳng tay Mõm con chuột lông xám này còn tàn dư của vết máu Rõ ràng chính là nó vừa nãy cắn đứt ngón chân của người kia Ngoài máu ra Nửa ngón chân kia đã chẳng còn nữa Sợ là bị nó nuốt mất rồi Nó lúc này còn đang điên cuồng dãy dội trong miệng ngao sói Kêu chíp chíp không ngừng Ngao sói khép miệng thật mạnh một phát Rồi lại vụt lắc lắc đầu cuối cùng trực tiếp vẫy bay con chuột lông xám kia ra, rời xuống đất xong không động cửa nữa. Tôi thở vào một tiếng, đang định lên trước dẫn đường. Kết quả phía trước truyền lại tiếng động sột soạt. Dây tiếp theo, trên mặt đường chui ra dày đặc chi chít toàn là chuột. Tiếng chip chích điếc tai, đám chuột này còn càng vô cùng kỳ dị, sau khi chúng xuất hiện trên mặt đường xong, gần như đều dựng lên đứng bằng hai chân trên mặt đất, hướng về phía chúng tôi dập đầu lạy. Đây là chuột quỳ lạy. Đầu mày liễu dục chú hơi nhíu lại Gã đột nhiên nhất phất trần lên Bộ dạng ra vẻ định động thủ Lông trên cổ ngao sói đều dựng ngược hết lên Phùng bảo Tôi hạ giọng gọi một câu Phùng bảo lập tức gật mạnh đầu Đưa tay lên làm một động tác gọi Lập tức những người nhà họ phùng kia đều vây lấy cái người bị cắn đứt ngón chân kia Chỉ hơn nửa phút Đã trực tiếp chia hết hơn nửa số lá nguyệt quế và lông mèo trong gùi của hắn Hơn 10 người vòng qua tôi Trần mù Cùng với liễu dục chú đi đến mặt đường phía trước, do Phùng Bảo dẫn đầu, trực tiếp trắc thẳng một nắm hỗn hợp vùng lá nguyệt quế với lông mèo ra, lập tức đám chuột kia giống như nước lạnh rót vào trong dầu sôi vậy, bắt đầu sôi sùng sục lên. Chúng vụt vọt lên cao, kêu chít chít điếc tai lao về phía Phùng Bảo. Phùng Bảo chữ ầm lên một câu, đệt. Lũ súc sinh chúng mày, có thành tinh cũng là chuột, chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, còn dám đứng lên trên đường nữa. Trong lúc hắn giật tay, hóa ra rút từ thắt lưng ra một cây gậy khóc tan bằng đồng. Vụt vung lên một phát, mười mấy con chuột lông xám nhảy lên liền bị đánh bay, dưới lực đánh này, lập tức đứt gân gãy cốt ngay tại trận. Tai của trần mù hơi động đậy, lão bình tĩnh nói, cây gậy khóc tan này mày không cần dùng đến, Lưu Văn Tam lại dùng không quen, phùng bảo nếu theo chúng ta làm việc, cầm món binh khí cũng có thể giúp đỡ được. Tôi gật gật đầu, biểu thị tôi không có ý kiến. Những người còn lại của nhà họ phùng cũng lao lên trước, vừa rắc hỗn hợp lá nguyệt quế và lông mèo, đồng thời thi nhau móc vũ khí thuận tay trên người ra, có người dùng gậy, có người dùng dao găm, gần như đều là thế cục một bên áp đảo. Một vật khác một vật, đám khôi tiên này hoàn toàn bị đồ của cậu khắc chết rồi, nếu không mấy người thường không có bản lĩnh động được đến chúng. Liễu dục chú buông phất trần xuống. Ngao sói chạy một vòng quanh người tôi, lờ mờ tách tôi và trần mù ra. Tôi vẫn gật đầu, coi như trả lời liễu dục chú. Chừng 10 phút sau, trên mặt đất một vùng tan nát, toàn bộ đều là xác chết của chuột, đám chuột này được cái cũng kiên quyết, thế mà chẳng có một con nào tháo chạy. Trên mặt Phùng Bảo có vài phần hưng phấn, những người nhà họ Phùng còn lại cũng đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ dọn dẹp mặt đường phía trước, sau khi dọn sạch sẽ xong, liền làm một động tác mời, bảo chúng tôi đi trước. Tôi cũng rất rõ nguyên nhân bọn họ vui vẻ, chắc chính là đã làm thành công một chuyện. Phùng Bảo còn hưng phấn nói một câu, La tiên sinh cứ yên tâm, đám gia tiên này có sắp xếp của cậu, cộng thêm nhà họ Phùng không có thằng nào hèn cả, tuyệt đối toàn bộ đều diệt hết. Tôi gật gật đầu, tán thưởng nhìn Phùng Bảo và đám người nhà họ Phùng phái tới. Lập tức trên mặt những người đó đều lộ ra biểu cảm càng hưng phấn hơn. Phùng Bảo quát lên, "La tiên sinh đều dặn không chỉ một lần rồi, toàn bộ đều lên trước mở đường. Xong chuyện về gặp gia chủ, gia chủ sẽ còn trọng thưởng." Gia chủ đã nói qua rồi. Ai theo là tiên sinh bán mạng Quay về rồi thì đều là rừng cột của nhà họ Phùng Nói xong những lời này Đám người nhà họ Phùng kia lập tức đều đi lên phía trước chúng tôi mở đường Ngao sói dựng đuôi lên đi bên hông tôi Chúng tôi lại lên trước một đoạn Đột nhiên, ngao sói ngoảnh đầu lại Vụt sổ ầm lên một tiếng Tiểu hắc Tôi lập tức ngoảnh đầu lại theo Kết quả trên đường mà chúng tôi tới Lại có mấy con gà trống đang đi Lúc này chúng tôi lên núi đã được một thời gian rồi, rừng cây ung tùng rậm rạp, che hết đại bộ phận ánh trăng, ánh sáng kỳ thực đã tối tăm hơn không ít. Tầm nhìn không còn rõ nét như trước nữa. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rắc xuống, chiếu lên trên người mấy con gà trống đó, tôi lập tức có chút cảm giác trong lòng ớn lạnh. Bởi vì mấy con gà này, toàn bộ đều đứt cổ. Càng kỳ dị hơn là, chúng hóa ra đều đang đi lùi. Trên con đường đất lồi lõm, Mỗi con gà đều là gà trống đẹp mã, màu lông sáng bóng, nhưng đầu lại đứt mất, chỉ còn lại cái cổ gà hơi hơi lắc lư, đi giật lùi ra phía trước liền trông càng kỳ dị. Đây là gà đi lùi. Quỷ chuyển quan sắp tới rồi. Giọng tôi khẳng đặc khác thường. Ngao sói vụt một phát từ bên người tôi vọt ra, trực tiếp lao về phía mấy con gà trống đi lùi kia, gà trống vỗ cánh phành phạch định tránh né, nhưng bọn chúng làm sao mà né nổi ngao sói. Hai ba phát toàn bộ đều bị ngao sói ngoạm vào trong miệng Tốc độ của ngao sói nhanh đến kinh người Vài miếng là đã nuốt hết chúng luôn Cảnh tượng này đương nhiên lọc vào mắt của những người còn lại Trần mù ho lẹt khẹt mấy tiếng Nói, quỷ chuyển quan Tôi gật gật đầu nói Hồi đó lúc cháu còn chưa quen chú Trần Cháu với chú Văn Tam gặp phải tên Mã Bảo Trung rất khó đối phó Nguyên rủa cháu là khi gà đi lùi Chú quỳ lạy quỷ chuyển quan Chú Văn Tam và cháu sẽ chết Trước đây cháu cũng từng nghi ngờ việc Mã Bảo Trung và Mã Bảo Nghĩa xuất hiện trong thôn bọn cháu đều là trò của viên hóa thiệu. Bây giờ xem ra, đích thực không sai. Viên hóa thiệu, bây giờ chắc chắn đã biết chúng ta đến rồi, chắc là đang ở đây đợi chúng ta. Từ, quỷ chuyển quan, phá đi là xong, còn có thứ gì hung dữ hơn ương sát nam cương được. Trần mù chăm một điếu thuốc lá cuộn, gật đầu ra hiệu tiếp tục lên trước. Tôi gọi bảo mấy người phùng bảo đừng đi quá nhanh, hơi lùi sau một chút hình thành một đội hình bảo vệ trước sau. Tôi vừa nói quỷ chuyển quan xong, rõ ràng mấy người phùng bảo đều càng chú ý cẩn thận hơn, bọn họ vừa nãy sau khi cơn hưng phấn qua đi xong, bây giờ đều toát ra vài phần thận trọng và sợ hãi. Kết quả đi một mạch, đi phải ít nhất gần một giờ đồng hồ, đều chẳng gặp thêm bất cứ thứ gì dị thường nữa. Đừng nói quỷ chuyển quan, đến bốn gia tiên bạch liễu hồ hoàng còn lại cũng đều chẳng gặp bên đường thì cũng liên tiếp gặp phải miếu gia tiên khác nhau phân biệt là miếu bạch tiên miếu liễu tiên miếu hồ tiên nhưng không gặp miếu hoàng tiên núi lùng vốn không cao tốc độ đi của chúng tôi lại không chậm lúc này đã sắp đi đến đỉnh núi rồi lùn cây không chặn được ánh trăng xuyên thấu kỳ thực lúc được nửa đường phùng bảo với những người nhà họ phùng kia cũng lấy đèn tin ra soi sáng chỉ có điều rất quái dị là ánh đèn tin vừa bật sáng liền phát ra tiếng rè rè sau đó liền tắt luôn khí trường phong thủy ở đây khiến rất nhiều thứ đều không dùng được cuối cùng chúng tôi bước lên trên đỉnh núi sau khi đến đây xong tầm nhìn bèn mở rộng hơn không ít có thể nhìn thấy đỉnh núi của ngọn núi lùn ở phía đối diện lại cúi đầu nhìn xuống mạng phía tây có thể nhìn thấy chéo xuống dưới là chỗ nút giao đường hầm lại nhìn lên vị trí phía bắc thì chính là vị trí giáp phía sau của hai ngọn núi ngồi bắc hướng nam tử môn nắm ở chân núi phía nam vậy thì huyệt nguồn sinh khí hội tụ sẽ nằm ở sườn núi phía bắc Tuy rằng vị trí của chúng tôi lúc này từ trên nhìn xuống lại là đêm trăng tỏ treo cao, nhưng phía dưới có sương trắng mông lung uốn lượn, chẳng mất tầm nhìn. Nhìn không rõ phía dưới sườn núi có gì, có điều cái chỗ đó chắc chính là nơi có phủ đệ của viên hóa thiệu. Cũng chính vào lúc này, Phùng Bảo đột nhiên gọi một tiếng vừa kinh sợ vừa nghi ngờ là tiên sinh, cậu nhìn bên kia, là gì thế? Tôi thuận theo hướng chỉ của Phùng Bảo nhìn qua. Phía dưới thân núi hướng về phía bắc, chắc là vị trí thông tới phủ đệ của viên hóa thiệu, lại được xây một căn nhà sàn. Căn nhà sàn này được xây dựng một cách vô cùng tinh xảo. Độ cao khoảng tầm 3-4 mét, độ rộng không khác gì với nơi ở của người bình thường. Phía trước căn nhà sàn, có mấy cổ quan tài mỏng, quan tài không những chất gỗ mỏng, mà độ sâu của quan tài cũng vô cùng hẹp. Quan tài nhìn như đặt nằm trên mặt đất, nhưng lại còn cách mặt đất một cự ly chừng nửa thước. Giống như đang trôi nổi vậy. Càng kỳ dị hơn là có rất nhiều xác chết của chuột xám chất đóng bên trong. Tiếng khóc thê lương, bi thảm, đứt quãng từ trong chỗ căn nhà sàn đó vọng ra. Ba người già còng lưng, khoác áo tang, lết đến bên cạnh quan tài, tiếng khóc đó càng trở nên thê thảm hơn. Chỉ là mũ của áo tang kéo quá thấp, nhìn không rõ mặt mũi bọn họ. Người khóc tang cho chuột đều không phải là người tốt đẹp gì cả. Phùng Bảo cắn răng nói một câu, rồi lại nói, "Là tiên sinh tôi lên trên đuổi bọn đấy đi, đóng chuột này, hình như là đám mà vừa nãy chúng ta đánh chết. Kết quả liễu dục chú lại hôi phất trần một phát, chặn trước người phùng bảo. La thập lục, cậu còn có gì dùng đối phó với gia tiên thì đều lấy hết ra, mấy kẻ này đều không phải người. Việc này, đầu mày tôi nhíu chặt lại. Phùng bảo với mấy người nhà họ phùng kia thì càng đưa mắt nhìn nhau. Cũng đúng vào lúc này, mấy cổ quan tài kia đột nhiên nhích về phía chúng tôi bên này. Quan tài không chạm đến mặt đất, độ cao khoảng chừng một thước, lắc lắc lư lư, đúng thật chẳng khác gì trôi nổi trên không. Là tiên sinh. Đây là quỷ chuyển quan à, giọng của phùng bảo toát ra vẻ khang khang. Roi liễu và hùng hoàng đối phó với liễu tiên đều lấy hết ra. Đồng tử mắt tôi có mạnh lại một phát. Bởi vì cùng với việc cổ quan tài di động lên trước, ba người già còng lưng gạo khóc kia cũng đang lết về phía chúng tôi. Tốc độ của bọn họ đều rất chậm, có điều cùng với, với việc đầu ngoảnh lại, liền khiến người ta tim đập chân run. Nhìn lướt qua một phát, đó là ba người già nước da đen nhẽm, nhưng lại toát ra chút ít trắng nhật. Có điều cùng với việc lại gần, đó nào phải là người, phía dưới cái mũ áo tan, rõ ràng là một đám trắng tụ tập lại, cuốn lấy nhau, không ngừng ngoe ngoảy. Phùng Bảo và những người còn lại của nhà họ Phùng, trên trán đều là từng dọc mồ hôi to đùng. Nỗi sợ hãi bọn họ phải chịu đựng rõ ràng nhiều hơn đáng kể đều vững tâm lại cho tôi có mấy người la tiên sinh ở đây chúng ta làm tốt việc của mình là được có mỗi mấy con rắn thôi lấy hùng hoàng với roi liễu ra phùng bảo gầm lên một tiếng hắn trước tiên là thả cái ba lô leo núi trên lưng xuống sau khi mở ra xong bèn giật ra ngoài một nắm roi liễu dưới ánh trăng trên những cây roi liễu này đều có thể nhìn thấy rõ nét bột hùng hoàng đang rắc xuống ít nhất có gùi tre của ba người cũng đều để những thứ này phùng bảo gầm một tiếng kích thích huyết tính của những người còn lại. Bọn họ cầm lấy roi liễu, do Phùng Bảo cầm đầu, trực tiếp bước nhanh về phía ba cây cột trắng khoác áo tan kia. Liễu dục chú một tay ấn lấy bên hông, tay còn lại nắm chặt phất trần, ánh mắt gã thì lại nhìn chầm chầm vào căn nhà sàn kia. Mắt của trần mù đã phủ lên một làn sương mù màu đen, màu đen và xám trắng giao thoa lại với nhau, càng toát ra vẻ u ám kỳ dị, lão đột ngột sải bước, trực tiếp đi thẳng về phía căn nhà sàn bên kia. Chú trợ, tôi vốn định gọi Trần Mù lại, nhưng giọng nói vẫn đột ngột im bặt. Tôi định nói là Bạch Tiên, Hồ Tiên, Hoàng Tiên còn chưa hiện thân, đừng tùy tiện qua căn nhà sàn, nhưng nghĩ đến Trần Mù cổng lý độn không, chỉ dựa vào mấy loại gia tiên này làm sao làm lão bị thương được. Chúng tôi cứ nhanh chóng giải quyết rắc rối lớn trước mắt đã, rồi đi qua giúp sau. Vụt tan chúng ta, tôi sẽ ra tay. Liễu dục chú trầm giọng mở miệng, giọng của gã mười phần khí thế, khiến tâm thần tôi ổn định không ít trong nháy mắt, mấy người Phùng Bảo đã đi đến trước ba cây cột trắng kia. Mấy cổ quan tại kia lập tức đều dừng lại. Phùng Bảo vụt vung tay lên, roi liễu quất thật mạnh vào cây cột trắng trên đầu. đám đầu trắng bên trên vụt bắn mạnh ra ngoài. có điều dây phút bọn chúng tiếp xúc với roi liễu trong tay Phùng Bảo liền trực tiếp tan tác từng đám. những người còn lại nhà họ Phùng đồng thủ cũng đều như vậy. roi liễu cộng với hùng hoàng khiến đám trắng này bị khắc chế hoàn toàn uy lực vượt xa so với một cây gậy khóc tan gỗ liễu tôi dùng hôm đó. Gần như trong thời gian mười mấy nhịp thở, ba cây cột trắng đã trực tiếp đổ sụp luôn xuống, đầy đất đều là trắng nhỏ mảnh màu đen ánh sắc trắng, tiếng xì xì khiến toàn thân người ta đều nổi da gà, da đầu không ngừng tê rần. Rắn nhỏ gần như đều nhanh như bay vọt về phía đám người phùng bảo, thân thủ những người nhà họ phùng này đúng thật là không tội, đặc biệt là sau khi bọn họ dùng roi liễu quất trúng thân trắng xong, đám rắn đó trên cơ bản đều không thể động cửa chỉ có điều số lượng rắn qua nhiều, rất nhanh liền có người lộ ra vẻ mệt mỏi kiệt sức. Tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Tôi lập tức nhìn sang liễu dục chú. Tôi kỳ thực không có đối sách nào tốt hơn nữa cả, hoàn toàn không ngờ rằng có nhiều rắn đến thế, số roi liễu và hùng hoàng này, mắt nhìn là không đủ dùng rồi. Thần sắc liễu dục chú nghiêm nghị, gã vụt sải bước lên trước, giơ tay vung một phát, bèn rút ra một sợi dây vải, mà dưới ánh trăng, trên sợi dây vải này phủ đầy đốm sáng màu bạc. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, liễu dục chú đã lại hất tay một phát, cả sợi dây vải liền bay cao lên. Dây tiếp theo, hai tay gã dơ ngang, phất trần đã đặt ngang trước ngực, tay phải gã cầm đầu cây phất trần, tay trái vuốt thẳng phần đuôi phất trần. Càng nguyên hanh lợi trinh, chăm pháp lý ưu thâm, tế được việc trong trạch. Âm dương diệu có linh. Mật quyết như thần thông. Chí linh vọng cảm ứng phụng thỉnh tất thảy tiên sư miêu quan kiều triệu quan phổ viên thiên cương lý thuần phong hà cớ chân hương được cùng thờ cúng Này có đạo sĩ liễu thị liễu dục chú cầu diệt liễu tiên trong lúc nói ống tay áo của liễu dục chú vẫy vẫy từ trong ống tay áo lại bắn ra mười mấy nén hương lúc số hương này chạm đất đầu nén hương đều bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ lời của gã còn chưa dừng lại tiếp tục lớn giọng quát thiên có tam kỳ địa có lục nghi tinh linh dị quái, cố khí phục thi, bùng vàng đất đỏ, gạch ngói phần mộ, tỏa sáng bách bộ, theo kim gặp mặt, lập tức tuân luật lệnh. Chú pháp này của liễu dục chú dài khác thường, mà mấy cái tên mà gã hét ra, càng mười phần uy nghiêm. Mà tất cả những việc này cũng chỉ diễn ra trong thời gian mười mấy nhịp thở. Hương trên mặt đất phục cháy bùng, dây vải trên trời cũng rơi xuống trước mặt liễu dục chú, liễu dục chú thục người xuống, vừa vặn thành động tác đứng tấn, tay phải của gã vụt trút ra sau một phát, vung phần đuôi của phất trần ra trực tiếp quật thẳng lên trên dây vải vù 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 chấm sáng màu bạc bắn tung ra ngoài tôi lúc này mới nhận ra cắm trong sợi dây vải đó toàn bộ đều là kim bạc dây tiếp theo phùng bảo và những người nhà họ phùng còn lại ở phía trước đều thất kinh đến ngẩn người ra không dám nhúc nhích chút nào đây không còn chỉ là kinh nữa mà càng là sợ tôi nhìn mà đều thấy khiếp hãi bởi vì tất cả đám trắng nhỏ trong nháy mắt toàn bộ đều chết hết rồi. Dưới ánh trăng, trên chỗ bảy thốn của mỗi con rắn, đều vừa vặn đâm trúng một cây kim bạc. Có cây kim bạc còn trực tiếp đâm xuyên qua hai ba con rắn luôn, khiến chúng bị cắm chết cùng với nhau. Ngoài ra, ba cổ quan tài mỏng đó cũng rẹt một tiếng nước toát ra. Lộ ra phía bên dưới, hóa ra là mấy con nhím. Đây nào phải quỷ khiên quan tài gì, chẳng qua là mấy con bạch tiên đang khiên quan tài, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Rõ ràng có thể nhìn thấy mấy cây kim bạc Đã cắm xuyên đỉnh đầu của bạch tiên Liễu dục chú không hề thở dốc Thần sắc vẫn vô cùng nghiêm nghị Gã trầm giọng nói Số kim này tôi chỉ có chừng đấy thôi Toàn bộ đều thu lại La thập lục Cậu theo tôi qua bên kia Trong căn nhà sàn đó còn có hồ tiên và hoàng tiên Đừng để trần mù tiêu hao quá nhiều Thân thể ông ta cho dù có cứng Bị trúng vong quá lâu cũng không chống đỡ nổi đâu Trong lòng tôi kinh hãi Lập tức nói một câu đợi chút Tiếp đấy tôi nhìn sang Phùng Bảo Nói đưa theo hai người Thả mấy con ngỗng kia ra, nhanh Sau đó tôi mới ra hiệu cho Liễu Dục Chú Tiếp tục tiến lên trước Liễu Dục Chú không lập tức bước đi Mà ngoảnh đầu nhìn sang tôi Mắt hơi nheo lại, hỏi một câu Ngỗng Tôi gật gật đầu, trịnh trọng nói Ngao sói khắc chế hồ tiên Nhưng hoàng tiên lại không dễ đối phó Trời sinh âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc Ngỗng trắng vừa hay khắc chế hoàng tiên Thời điểm then chốt này Phùng bảo với hai người nhà họ Phùng khác đã mở hai cái gùi cuối cùng trên lưng ra, hai con ngỗng trắng to đùng từ trong gùi nhảy ra ngoài. Ngỗng trắng to béo, nghển đầu ứng ngực, cái đầu lắc qua lắc lại, rõ ràng là da cầm, mà cũng lại toát ra một thứ cảm giác uy nghiêm. Tiểu Hắc không đi theo trần mù mà canh ở bên cạnh người tôi, lúc ngỗng trắng nhảy ra ngoài, nó rõ ràng cũng có vài phần cảnh giác, nhè răng ra. Trên cổ chân ngỗng trắng buộc dây thừng, Phùng Bảo đang đem dây thừng qua đưa cho tôi Thì hai con ngỗng trắng này đã tự mình đi luôn về phía trước Không thèm để tôi dẫn đường Cảnh tượng này khiến tim tôi không ngừng đập điên cuồng Trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ Cũng là có liên quan đến tương sinh tương khắc Hai con ngỗng trắng này chắc đã phát giác ra sự tồn tại của Hoàng Tiên Vậy nên mới không kịp đợi tôi dẫn đường nữa Tôi đang định đi tháo bỏ dây thừng Thì liễu dục chú đột ngột hơ tay một phát một thanh kiếm đồng thau bắn vọt ra Hai sợi dây thường vang lên tiếng đứt đoạn Ngỗng trắng vỗ cánh phành phạch Chạy như bay về phía căn nhà sang Tiểu hắc Mày qua phía trước canh chừng chúng nó Ngỗng trắng khắc hoàng tiên Còn hồ ly dết da cầm Nếu như có hồ ly ra ngoài Không cần khách khí Tôi lập tức hô lên Đồng thời tôi cũng nhanh chân đi lên trước Liễu dục chú sải bước đi bên cạnh tôi Tốc độ của ngao sói càng nhanh hơn Hai ba phát đã chạy tới phía trước ngỗng trắng trong nháy mắt, chúng tôi đã tới trước căn nhà sàn. Căn nhà sàn này hóa ra cũng có biển hiệu, bên trên treo ngang một tấm bảng gỗ, tên là Gia Tiên Lầu. Y đúng thật xuất mã rồi, Gia Tiên Lầu thờ cúng ngủ Gia Tiên, có điều la thập lục cậu làm rất tốt. Nếu không phải những thứ cậu đem theo món nào cũng có tác dụng khắc chế, thì đám gia tiên này đã có thể chặn chúng ta lại, khiến chúng ta không đi được tới chỗ này. Liễu dục chú hiếm hoi nói một câu tán thưởng dành cho tôi, điều này ngược lại khiến tôi thấy hơi không quen. Tôi thận trọng nhìn gia tiên lầu trước mặt Cách xa nhìn Tôi cảm thấy không khác gì với chỗ ở của người bình thường Nhưng bây giờ lại gần rồi mới phát hiện không phải như vậy Độ cao 3-4 mét Bình thường đã là một tầng lầu được nới cao lên rồi Tầng lầu bình thường chỉ cao khoảng 2 mét 7-2 mét 8 Độ rộng của căn gia tiên lầu này cũng tới khoảng 4-5 mét Gần như cứ mỗi 1 mét là lại mở một cánh cửa Đường kính độ sâu cửa khoảng chừng không tới nửa mét Bên trong hoàn toàn bị bịt kín làm thành hình dạng của một từ đường thờ cúng phân biệt thờ cúng tượng khắc của ngũ gia tiên càng kỳ dị hơn là năm bức tượng khắc này trên cơ bản đều là thân người đầu thú trông đúng là kỳ dị rợn người tôi vốn cho rằng căn nhà sàn này có thể lên trên nhưng bây giờ xem ra hình như không lên trên được hít sâu một hơi tôi đi vòng ra phía sau kết quả đi vòng quanh cả căn nhà sàn một vòng lại chẳng nhìn thấy cánh cửa nào khác cả căn nhà sàn đều như bị bịt kín vậy Thế thì Trần Mù đi đâu rồi? Vừa nãy liên tục chú ý đến khí thế mạnh mẽ của liễu dục chú đối phó với đám liễu tiên đó, cộng thêm trời quá tối, tôi không nhìn thấy bên này đã phát sinh chuyện gì. Nội tâm tôi rất bất an, đang chuẩn bị gọi một tiếng, thì ngao sói đã sổ ầm lên. Tôi lập tức thuận theo tiếng sổ của ngao sói nhìn qua, nó đang dùng sức bới đất, tôi lúc này mới phát hiện, hai con ngỗng trắng hóa ra đồng thời cắp lấy ván tre trên vách nhà sàn giật ra phía sau để lộ ra ngoài một cái cửa không nhỏ. Dây tiếp theo, chúng gần như đồng thời chui tọt vào trong. Tốc độ phản ứng của ngao sói rõ ràng nhanh hơn chúng tôi, nó theo sát sau lưng ngỗng trắng chui vào trong. Ván tre trong nháy mắt đã chuẩn bị đầy xuống, sắp che cánh cửa được ẩn kín này lại, liễu dục chúng nhanh như cắt thò tay chặn tấm ván tre lại. Vào trong. Gã hạ giọng nói. Tôi bước chân vào bên trong, đồng thời vốn định dùng đèn tin điện thoại chiếu sáng, có điều lập tức phản ứng lại là ở đây không dùng được, may là trong căn gia tiên lậu này bản thân đã có ánh sáng yếu ớt rồi. Ngoài việc chỉnh thể kiến trúc đều được dùng tre xây dựng, gần như thấu sáng ra, thì trên bốn mặt tường cũng đều có treo đèn dầu. Không gian tầng thứ nhất rất chật hẹp, cũng chỉ cao chừng gần 2 mét, chiều cao của liễu dục chú không thấp, tôi còn sợ gã sẽ bị cọc đầu nữa. Trên mặt tường thờ cúng bài vị tượng khắc gia tiên, là mặt phẳng hoàn toàn bị bịt kín, phía dưới chân tường đặt rất nhiều khay đĩa bên trong còn dư lại đồ cúng thậm chí trong một số khay đĩa còn có vết máu đây là nơi gia tiên ăn uống phía trước thờ cúng phía sau nuôi ăn tất cả gia tiên của y đều để ở chỗ này y chắc là muốn thăm dò thân thủ của chúng ta hoặc giả dạ cảm thấy gia tiên xuất mã có thể uy hiếp đến chúng ta có điều bây giờ y chắc hối hận rồi liễu dục chú hạ giọng nói những lời này tôi nghe nửa hiểu nửa không đại khái đoán là viên hóa thiệu dùng đám gia tiên này thăm dò chúng tôi kết quả đám gia tiên này ngược lại bị chúng tôi diệt sạch coi như chặt đứt một cánh tay của y lúc này hai người chúng tôi kèm với hai con ngỗng trắng một con ngao sói đều ở chung một tầng không gian càng trở nên chật hẹp hơn nhìn từ trạng thái của hai con ngỗng trắng chúng dường như rất muốn qua mé bên phải bởi vì mé bên phải có một cái cầu thang đi lên trên có điều chúng cứ đi ra phía trước nhưng không dám trèo lên Ngao sói thì lượn quanh tầng này một vòng, mũi không ngừng hít qua hít lại, giống như đang tìm thứ gì đó vậy. Tất cả những việc này đều chỉ trong nháy mắt, cùng lúc liễu dục chú dứt lời, gã bèn trực tiếp đi thẳng về phía cầu thang phía bên phải. Loáng thoáng, tôi cảm giác trong lòng có chút sợ hãi. Liễu đạo trưởng, chậm một chút, tôi vội và gọi gã một tiếng. Lúc này tôi cũng nghĩ ra ngỗng trắng sợ gì rồi. Hồ Tiên và Hoàng Tiên mãi vẫn chưa xuất hiện, Hồ Tiên khắc ngỗng trắng, bọn chúng đương nhiên sợ thứ này, thứ ngao sói đang tìm chắc cũng chính là hồ tiên. Chúng chắc chắn cũng đang ở tầng này. Liễu dục chú đã đi đến vị trí cầu thang, bước chân của gã đột nhiên khựng lại, cả người bất động không nhúc nhích. Ngừng trệ trong nháy mắt, dường như cả tầng lầu đều rơi vào sự yên tĩnh đến cực độ. Tôi nhanh chân bước đến bên cạnh liễu dục chú, cảnh giác nhìn ra phía trước. Nhưng phát hiện vị trí lối lên cầu thang, trên tường cầu thang treo một tấm da, đây là một tấm da hồ ly màu trắng. Cái đầu hồ ly đang đối diện với liễu dục chú. Giây phút tôi nhìn qua, con ngươi đen xì xì trên cái đầu của tấm da hồ ly dường như động đậy một phát, tôi ngay lập tức liền cảm giác có chút thản thốt, lúc tỉnh táo lại, trước cầu thang từ lúc nào đã có thêm một ả đàn bà. Cô ả thân hình lã lướt, quyến rũ động lòng người. Một thứ mùi thơm khiến đầu óc người ta mê mê mang mang, ả đàn bà này một tay vuốt lên mặt liễu dục chú, tay còn lại thì đặt lên trên cánh tay tôi. Ả à đàn bà này nửa dưới mặt được che một lớp vang mỏng màu trắng, nửa trên khuôn mặt lộ ra ngoài càng lẳng lơ ma mị dị thường. Mắt hồ ly cám dỗ, mày lá liễu, khóe mắt còn có một nốt trùi. Tôi muốn dùng sức cắn lưỡi để tỉnh táo lại, đây chắc chắn là ảo giác. Trong căn nhà sàn này kiếm đâu ra đàn bà, hồ tiên giỏi hóa người đẹp, ngày xưa quen gọi hồ ly tinh, cũng chính là bởi cách nói này. Một tấm da hồ ly đã khiến tôi và liễu dục chú sản sinh ảo giác, không biết con hồ tiên này lúc còn sống thì còn đến cỡ nào. Tôi đã rất nỗ lực, nhưng vẫn cứ cảm giác toàn thân có chút mềm nhũng, không cắn được đến da miệng. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên tiếng ngỗng kêu quát. Quát, vang lên, tiếng kêu này không giống như tiếng vịt kêu quạt quạt, hơi có chút giống, có điều toát lên một vẻ uy nghiêm, giống như một tiếng quát nạt vậy. Cùng với đó bèn là một tiếng kêu thảm thiết càng quái dị hơn. Giây tiếp theo, liễu dục chú đột nhiên vụt giơ tay lên, thành kiếm đồng thau trong tay gã, hóa ra lại trực tiếp đâm xuyên qua đầu của ả đàn bà kia. Trong nháy mắt, tôi rùng mình một cái định thần lại, chỉ cảm giác thứ ngửi thấy là một thứ mùi khai khắm, còn cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lại khiến da đầu tôi tê rần, mồ hôi lạnh liên tục túa ra. Tấm da hồ ly treo trên tường đó, thế mà đã đến ngay trước mặt liễu dục chú rồi, hóa ra ván tre ở phía trên trần nhà có treo sợi thép, là sợi thép đó lôi kéo tấm da hồ ly di chuyển về phía trước. Kiếm của Liễu Dục chú đâm xuyên qua cái đầu của tấm da hồ ly. Còn cái đuôi của tấm da hồ ly lại vừa vặn từ trước mặt tôi tuột xuống dưới. Càng khiến người ta sẩn gai ốc hơn là, cái đầu của tấm da hồ ly bị đâm xuyên xong, từ bên trong lỗ hổng lộ ra ngoài hóa ra là một lớp da người khô đét. Liễu Dục chú hừ lên một tiếng, cùi chỏ hất lên một phát, cả tấm da hồ ly liền rơi xuống dưới đất sợi thép trực tiếp bị kéo căng đứt luôn. Kết quả từ trong tấm da hồ ly lọc cọc lăn ra ngoài lại là một cái đầu người. Tôi không kịp nhìn nhiều, mảnh đầu nhìn ra phía sau, đồng tử mắt càng có mạnh lại một phát. Một con ngỗng trắng đã trốn ra vị trí vừa nãy chúng tôi tiến vào, con ngỗng trắng còn lại chẳng biết từ lúc nào đã bị một con hồ ly ngoạm chặt cứng lấy cánh, máu tươi đã nhuộm đầy nửa người con ngỗng, mà giờ này ngao sói cũng đang cắn chặt lấy phần dưới bụng của con hồ ly đó, cảnh tượng này đúng thật là vô cùng đẫm máu. Sợ rằng vừa nãy chính là con hồ tiên này đối phó với ngỗng trắng, ngao sói ngoạm vào khống chế hồ tiên, mới khiến liễu dục chú có thời cơ tỉnh táo lại. Con hồ tiên này không muốn cho chúng tôi lên trên. Tôi vừa mới nghĩ ra xong, cũng chẳng để ý được đến thứ khác, lập tức liền nhanh chân bước lên trên cầu thang. Tôi thực sự lo lắng cho tình trạng của Trần Mù. Gia tiên cũng thông linh, bên trên yên tĩnh như thế, không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Rất nhanh đã lên đến tầng 2 Không gian ở đây càng nhỏ hơn Càng chật hẹp hơn nữa Còn cảnh tượng đập vào mắt Lại càng khiến người ta không rét mà run Trần mù cổng cổ quan tài trên lưng Đang ngồi xếp bằng trên nền đất Trước mặt lão có một cái thòng lọng Đang ở ngay trước cầm Còn lão thì hơi ghé cầm vào trong thòng lọng Giống như sắp bị móc lấy cổ vậy Phía trước mặt lão Có năm con hoàng bị tử long trắng Mỗi một con đều treo cổ chết trong một cái thòng lọng Trước khi chết còn trận trừng hai mắt chầm chầm nhìn trần mù Hung ác kinh dị khác thương Tôi nhìn mà tim không ngừng đập thình thịch điên cuồng Cánh tay vốn giơ kiếm lên của liễu dục chú Cũng từ từ hạ xuống Trần mù rụt cầm về Bắt đầu ho khèn khẹt lên Tay lão run rẩy Châm một điếu thuốc lá cuồng Tôi chú ý đến mắt lão lại thành dạng màu xám trắng vẻ mặt rõ ràng mệt mỏi hơn không ít Cùng với việc khói thuốc lá cuồng vào trong miệng Lão cuối cùng cũng khôi phục lại chút tinh thần Liễu dục chú vốn đi bên cạnh tôi Gã cũng hạ thanh kiếm đồng thau đang dơ lên xuống Ương sát nam cương của ngũ quỷ thỉnh hồn Thực sự lợi hại vậy sao Ngũ nguyên hoàng tiên của xuất mã treo cổ chết để đổi mạng ông Mà đều không đổi nổi Còn bị ông khắc chết toàn bộ Liễu dục chú nghiêng đầu nhìn Trần Mù Trần Mù lại lẹt khẹt ho đôi tiếng Lão không tiếp lời này của liễu dục chú Ánh mắt liễu dục chú hướng lên trên người của năm con hoàng bị tử lông trắng Đột nhiên, một con hoàng bị tử trong số đó rung rẩy một phát, thân dưới lại phun ra một đám khói mù màu vàng đặc. Đám khói mù này phun thẳng vào mặt của liễu dục chú, cũng có một ít phun về phía trần mù. Trần mù lập tức liền phản ứng lại, giơ tay lên chặn, liễu dục chú hơ ống tay áo, nhưng vẫn không hoàn toàn chặn hết được. Con hoàng bị tử đó vẫn chưa chết hẳn, lại còn rơi luôn xuống đất, trong nháy mắt đã vọt mạnh về phía mặt tôi. Lòng tôi thất kinh, ngay lập tức mò con dao găm đỡ âm linh ra, đâm thẳng một phát về phía người nó trải qua bao nhiêu chuyện như vậy tốc độ phản ứng của tôi cũng nhanh hơn không ít con hoàng tiên này cũng thông minh biết chọn thằng yếu nhất là tôi để hạ thủ con dao găm này của tôi không đâm trúng người nó nó vặn người một phát tôi bèn đâm hụt thân dưới nó lại có một đám khí vàng khuếch tán ra tôi vội bịt chặt mũi miệng thứ rắm này của hoàng tiên có thể mê hoặc thần trí hít vào là phiền phức ngay kết quả nó lại đạp thẳng lên bả vai tôi Tôi giơ tay qua túng, chỉ là túng phải một lớp lông trơn tuột, nó về một phát vọt ra ngoài hành lang. Liễu dục chú vụt quay đầu lại, mặt đều sắp tím tái hết cả ra, quát lớn, nghiệt súc, chạy đi đâu. Kết quả dây tiếp theo vang vọng lên, lại là một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Tiếng kêu này đến từ hoàng bị tử, đúng là vô cùng thê thảm. Tôi nhanh chân lần theo tiếng kêu đuổi theo xuống tầng dưới, vừa xuống tới tầng một liền nhìn thấy con ngỗng trắng lúc nãy bị hồ tiên cắn trúng đã chết rồi. Ngao sói vừa tách xác chết của Hồ Tiên và ngỗng trắng ra, hung hãn nhìn về phía vị trí cửa đầu bên kia. Con ngỗng trắng còn lại dùng sức đập cánh phành phạch, con hoàng tiên vừa chạy ra ngoài kia, đang bị nó không ngừng dùng mỏ mổ mạnh lên đầu, lớp lông vốn là màu trắng của hoàng tiên, đã đỏ tươi một mảng, giờ này chỉ còn cuộn tròn lại co giật, cứt đái dầm về. Tôi thở vào một tiếng, nguy hiểm thật, mày không để nó chạy thoát, nó mà chạy mất, thì chắc chắn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Đám hoàng tiên ở trong căn nhà sàn này Cũng là do viên hóa thiệu sắp xếp để đối phó với chúng tôi Chúng là thứ hung dữ nhất trong gia tiên Còn ẩn nấp trong bóng tối nữa Nhưng viên hóa thiệu không biết rằng chúng tôi có thể lợi hại được thế này Lúc này liễu dục chú đi đến cạnh góc tường Gã nhặt cái đầu người ban nảy rơi ra từ trong tấm da hồ ly kia lên Tôi chú ý nhìn qua một cái Trên trán cái đầu người này có một vết thương Rõ ràng là ban nảy do liễu dục chú rạch ra Nguyên cả cái đầu trông có vẻ khô đét cực kỳ, da bọc lấy xương, đã sớm khô héo từ lâu. Nhìn một phát thế này, vẫn còn có thể nhận ra được đây là đầu của một bà già. Trên trán bên trái của bà ta, hình như còn xăm mấy chữ. Liễu dục chú rút từ trong túi ra một sợi dây vải, cuốn cái đầu này lại, rồi lại đem đút vào trong túi áo của đạo bào. Việc này khiến tôi nhìn mà chẳng hiểu tại sao. Liễu đạo trưởng, cái đầu người này, tôi mất tự nhiên hỏi. Liễu dục chú bình thản nói một câu, đầu người dùng da của gia tiên bọc lại là bà mụ trong xuất mã không biết tên viên hóa thiệu này là xuất mã chính cống hay là thuật pháp ăn trộm về nếu như y là chính cống thì chúng ta có phiền phức rồi nếu là do y trộm về cầm cái đầu này theo tới lúc đó có thể giải thích rõ ràng được những lời này của gã lại khiến tôi nghe như ở trên mây lờ mờ có một cảm giác lo âu không nói ra được tìm ra viên hóa thiệu đã để tránh đêm dài lắm mộng trần mù đi lên trước nhất qua đẩy tấm ván tre chắn cửa vừa nảy ra. Sau khi mở cửa, con ngỗng kia cấp sát chết hoàng tiên, nhanh như bay chạy ra ngoài. Ba người chúng tôi đi ra khỏi căn gia tiên lầu, ngao sói cũng đi theo ra ngoài, trên mép nó toàn là vết máu, rõ ràng là đã nuốt con hồ tiên kia rồi, lúc này đang hài lòng đắc chí liếm mép. Màn đêm càng tĩnh mịch hơn, Phùng Bảo dẫn mấy người nhà họ Phùng còn lại vội vàng theo tới, trong tay hắn nâng sợi dây vải lúc trước của liễu dục chú, bên trên đã cắm đầy kim bạc. Liễu đạo trưởng, đại bộ phận kim đều nhặt về rồi, anh xem xem. Trên trán Phùng Bảo hơi rịn mồ hôi. Liễu Dục chú gật gật đầu, nói một câu, đoạn đường phía sau, người bình thường không thích hợp đi nữa. Mặt Phùng Bảo hơi biến sắc. Kỳ thực suy nghĩ của tôi cũng là như thế, Liễu Dục chú nói ra nhanh hơn tôi, giống như đang nhắc nhở tôi vậy. Tôi trầm giọng nói với mấy người Phùng Bảo, sau khi xuống núi bèn về nhà họ Phùng, không cần quay lại nữa. Phùng Bảo ngập ngừng muốn nói lại thôi, có điều vẫn gật gật đầu, rồi trực tiếp gọi mọi người rời đi luôn. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, phía dưới căn nhà sàn chính là một lối đi xuống núi dài dằng dặc, thông thẳng tới khu phủ đệ ẩn trong lớp sương mù không thể nhìn rõ của viên hóa thiệu. Tôi sải bước đi lên trước, trần mù đi theo sau tôi, còn liễu dục chú thì hơi lùi sau hơn một chút. Đường xuống núi có một dãy bậc thang, sau khi bước lên trên sông mới nhìn thấy bậc thang bằng mặt đá xanh, bên trên được khắc phù văn nhỏ mảnh. Những phù văn này nếu không phải đề cập đến thiên can địa chi, thì cũng là ngũ hành bát quái, đúng kiểu huyền bí cao thâm. Đi một mạch xuống dưới, cùng với việc sương mù dần dần tràn ngập quanh người, ngào sói đi ở bên lề đường lúc lại lắc lắc đầu một phát, rõ ràng có thể nhìn thấy lông của nó đều ướt cả rồi. Tôi vô cùng cảnh giác, liên tục chầm chầm nhìn phong thủy bàn, kim chỉ lại hình thành dạng kim trắc đứng yên. Rõ ràng lại là tới gần nơi có thần đàn cổ sát. Trên cả quãng đường này không còn gặp phải nguy hiểm gì khác nữa Đường núi đến vị trí chỗ lưng chừng núi hơi bằng phẳng Phía trước bèn là một vạt trừng tre bương Dưới màn sương mù mông lung Ánh sáng càng ảm đạm hơn chút ít Trực giác bảo với tôi Sợ rằng xuyên qua rừng tre này Là sẽ đến điểm đích của chúng tôi Viên hóa thiệu đang ở đó đợi chúng tôi Tôi đang định lên trước Thì liễu dục chú đang nghe truyện trên TV audio CV Đột nhiên sải bước đi lên phía trước tôi Gã chui vào trong rừng tre trước Chúng tôi vừa theo vào trong, bên tai bèn nghe thấy tiếng lướt qua lá tre sột soạt. Vù, một tiếng xé gió truyền lại, liễu dục chú giơ tay lên, hai ngón tay bèn kẹp chắc lấy một mũi tên tre dài mảnh. Mặt tôi hơi biến sắc, còn liễu dục chú thì vô cùng bình tĩnh nói một câu, xuất mã còn xuất hắc, nhưng không tránh khỏi dùng thứ thủ đoạn cỏn con này, quá đổi khiến người ta khinh thường. Lời này của gã rất rõ ràng là đang nói đến viên hóa thiệu. Rất rõ ràng là liễu dục chú cảm thấy thủ đoạn này quá thấp hèn. Nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào đơn giản như vậy. Giây tiếp theo, đột nhiên lại là tiếng vù vù dày đặc đồng thời truyền lại, cùng với đó còn có một đợt tiếng đàn tranh vô cùng sắc bén khắc nghiệt. Tiếng vù vù đến từ ba mặt phía trước, liễu dục chú nhanh như các vung kiếm đồng thau lên, tốc độ của gã nhanh đến cực điểm, tôi hoàn toàn không thể nào theo kịp được. Cùng màn kiếm múa, mặt đất xung quanh toàn bộ đều là mũi tên tre đứt gãy. Nhiệt độ trong rừng tre đột ngột giảm xuống tới điểm đóng băng. Sau khi đánh gãy những mũi tên tre này xong, Liễu Dục chú bước càng nhanh hơn, tôi và Trần Mù đi sát theo sau gã. Rừng tre này tôi cảm giác không lớn, nhưng trên thực tế lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Bước đi khoảng chừng 3-4 phút, phía trên đỉnh đầu lại có tiếng động vù vù. Tôi vụt ngẩng đầu lên, lập tức cảm giác da đầu tê rần. Từ trên đỉnh đầu lại đang rơi xuống một tấm ván tre rộng chừng 4-5 mét. Bên trên toàn là máu tre sắc nhọn Bị chặt vác ra rất nhiều mặt vác. Thế này mà bị đâm xuống Thì chúng tôi đều thành lỗ sàn hết Liễu dục chú rút quốc vàng ra Vung mạnh một phát Bóp một tiếng giòn giả Nguyên tấm ván tre chia năm xẻ bảy Giây tiếp theo Tiếng đàn tranh kia ngược lại bèn càng mạnh hơn nữa Liễu dục chú vẫn mặt không biến sắc Còn tôi trong lòng đã vô cùng kinh hãi Thủ đoạn của viên hóa thiệu Đúng thật là không ít khi tiếp cận tới vị trí tiếng đàn tranh mạnh nhất, thì tiếng đàn lại đột nhiên biến mất không còn nữa, trong nháy mắt xung quanh đều yên tĩnh đến cực điểm. Còn chúng tôi cũng đã tới lối ra của rừng tre, chỗ này có một khoảng đất trống, bên ngoài khoảng đất trống có một cổ quan tài dựng đứng, phía trước quan tài là một chiếc bàn án, bên trên có một chiếc đàn tranh. Quan tài đang để mở, trong quan tài đang đứng một người. Đây là một người đàn bà, mặc một bộ đạo bào tương tự với Liễu Dục chú, bà ta khoảng tầm trên dưới 3 40 tuổi hai mắt nhắm nghiền. Nhìn lên trông bà chắc không phải là người sống bình thường, nước da trong màu đỏ có ánh sắc xanh, nhưng lại vác một cái bụng bầu không nhỏ. Tay trái của bà ta cầm một cây phất trần trắng ngang trước ngực, tay phải thì ấn lấy thắt lưng, ở đó có treo không ít đồ vật. Liễu Dục chú thì lại ngẩn người ra, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn bà đó. Thần thái của gã khiến tôi cảm giác rất bất thường. Đặc biệt là người đàn bà kia, nước da màu máu ánh sắc xanh đây chẳng phải chính là một cái xác huyết sát hóa thanh thi sao? Mặt đạo bào. Chắc không phải là loại xác dạng giống với Dương Thanh Sơn đấy chứ. Đương nhiên, bà ta chắc chắn không bằng được xác thanh thi Dương Thanh Sơn, nhưng huyết sát hóa thanh thi hiển nhiên cũng không yếu. Giọng của Liễu Dục Chú khàn hơn không ít, gã đột nhiên nhìn sang tôi, nói, tôi tạm thời không vào trong nữa, cậu với Trần Mù vào trong trước, chúng ta không có đường lùi, viên hóa thiệu rất mạnh, Người đàn bà này là đạo sĩ xuất thế đời trước của nhà họ Liễu, mất tích nhiều năm, không ngờ đã chết ở trong đây. Huyết sát hóa thanh thi, càng là xác sống mẫu sát, không dễ đối phó. Nếu như các cậu không chết, thì giữ lại cái mạng đó của viên hóa thiệu, y phải cho nhà họ Liễu một lời giải thích. Những lời này của Liễu dục chú, được cái chẳng mấy ác liệt, nhưng lại toát ra vài phần nghiêm trọng. Gã vừa mới dứt lời, người đàn bà trong cổ quan tai kia đã đột ngột mở mắt ra bà ta nhìn chồng chọc vào liễu dục chú, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Cái văn thiên viên địa phương luật lệnh cửu chương. Tiếng đàn bà trong trẻo, hoàn toàn không giống với kiểu mười phần khí thế của liễu dục chú, toát ra ngoài chỉ toàn lạnh lẽo và sát khí. Nghe thấy câu luật lệnh cửu chương đó là tôi liền biết, đây không phải là đạo thuật thông thường của nhà họ liễu. Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn bà đó bèn sải một bước ra phía ngoài quan tài. Ta nay hạ trấn chúng ương đều lùi, vạn quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, xuất nhập tọa nguyện, vĩnh viễn an khang, ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân luật lệnh. Giây phút tiếng hô quát chú pháp của bà ta dứt, cây phất trận trong tay bà ta liền cuột ra trước một phát. Đồng thời trong ống tay áo bà ta lại còn bắn ra ba mũi tên, phân biệt bắn về phía tôi, liễu dục chú và trần mù. Áp trấn thần chú, không phải dùng để trấn người. Liễu dục chú vụt đạp lên trước một bước, quát lên một tiếng, Quốc vàng trong tay lần nữa dơ lên Đột ngột vung một phát về phía trước Người đàn bà kia hét lên một tiếng Lần nữa cuộc phất trần Phải đến một phần ba phất trần đứt sợi Ép thẳng mặt liễu dục chú Cái văn, thiên viên địa phương Luật lệnh cửu chương Tạ này trảm bỏ, trừ đi bách ương Liễu dục chú giơ tay một phát Bèn vung thanh kiếm đồng thau trên người ra Mắt nhìn bọn họ sắp sửa quần thảo với nhau Tôi cũng biết Đây không phải là lúc tôi nhúng tay vào Viên hóa thiệu hóa ra lại có bản lĩnh lớn như vậy Còn lôi được một đạo sĩ nhà họ liễu tới đây Nhìn biểu hiện của người đàn bà này Và cả phản ứng vừa nãy của liễu dục chú Đủ để nói lên người đàn bà này không tầm thường. Đi Liễu dục chú lại quát lên một tiếng Nói gã dạ sẽ cố hết sức tới nhanh Trần mù đã tiếp tục đi lên trước rồi Tôi cũng không cách gì ngừng nghỉ Chỉ có thể đi sát theo sau Phía sau khoảng đất trống ngoài sương mù Bèn không còn chướng ngại gì khác nữa Mấy phút sau, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện một khu nhà, đây là một khu đại viện vô cùng đơn giản sạch sẽ gọn gàng. Vị trí cổng vào lại có dựng một tấm bia đá, trên biển cổng còn khắc mấy chữ. Âm Dương xuất hắc, Viên Hóa Thiệu Tiên phủ. Còn trên tấm bia đá đó thì dày đặc chi chít chữ nhỏ, tôi nhìn thêm mấy phát, lập tức vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngay trên đầu tấm bia đá, bèn viết là Hầu hạ Âm Dương Tiên Sinh xuất hắc, Viên Hóa Thiệu Chi Tiên phủ hưởng hương hỏa trăm nhà, 24 núi triều cúng, bảo hộ một phương phong thủy an khang. Tôi nhìn mà lòng ngực đều cảm giác phát đau. Viên hóa thiệu mà lại dám mặt dày nói là y bảo hộ cho một phương phong thủy an khang. Y hại người không ít vì mục đích của mình, không biết hại chết bao nhiêu bách tính vô tội, không những nói thế này mà còn dám khắc lại thật, giống như để người ta xưng tụng công đức của y vậy. Tôi vụt một phát đạp lên trên tấm bia đá đó. Lòng ngực tôi đầy phẫn nộ, không nhịn nổi, bèn đá một phát xả hận. Bia đá dù sao cũng là đá tảng, tôi làm sao mà đá đổ được, trên chân đau đớn từng cơn, có điều cũng khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Trần mù nhanh chóng giơ tay ra, đỡ lấy vai tôi, hạ giọng nói, tập trung tinh thần, bình tĩnh. Tôi cực lực điều chỉnh hơi thở, chầm chầm nhìn cánh cổng lớn màu đỏ chu sa mất mấy giây, rồi mới cúi đầu xuống, giọng khang khang nói, y chắc là ở trong khu nhà, có điều chú Trần, quá mức ngông cuồng. Tôi đem dòng chữ trên đầu tấm bia đá ra nói với Trần Mù, Trần Mù được cái mặt không biến sắc, bảo tôi nhìn xem phía sau đều viết những gì. Tôi tiếp tục đọc xuống dưới. Từ sau hai chữ an khang kia, bèn là một đoạn chữ nhỏ dày đặc. Năm canh tí, tháng ất mão, ngày mậu dần, kinh trập, tiên sinh vào khai dương, đúng lúc khai dương dịch hạch lan tràn, dân chúng lầm than, tiên sinh dùng nghị lực to lớn, trừ dịch hạch, cứu vạn dân, được vạn dân xưng tụng bắt đầu từ năm nhâm dần, tháng quý mão, khai dương đại hạn, tiên sinh lên núi cầu mưa, cứu vớt nỗi khổ muôn dân, từ đây khai dương mưa hòa gió thuận. Năm quý mão, khai dương nạn rắn, liễu tiên vào nhà cắn người, tiên sinh bắt liễu tiên, trên tấm bia đá này viết toàn bộ đều là công tích của viên hóa thiệu, giải cứu kiếp nạn của khai dương ngày đó, nội dương ngày nay như thế nào. Nhưng tôi lại cảm giác, những lời này của viên hóa thiệu nhất định có mục đích của mình, hoặc là để đường đường chính chính sống trong sự yêu mến của mọi người còn thực tế thì trọng thọ hoặc là thủ đoạn khác không thể để lộ ra ngoài tiếp tục nhìn xuống dưới năm đinh mùi bạch tiên thành nạn sau đó lại là mấy năm có tai kiếp nhỏ tôi bắt đầu phát hiện ra chỗ bất thường ngũ gia tiên này đều từng gây họa ở khai dương tôi hơi nheo mắt lại việc này tuyệt đối là không thể lại lần nữa ngửa mặt lên nhìn cổng chính viên hóa thiệu giỏi một con sói đói đội lốt cừu Đem mấy chữ giả nhân giả nghĩa phát huy đến hết mức. Tôi đem tất cả đều bảo với Trần Mù, đại khái cũng nói phân tích của bản thân ra. Trần Mù không trả lời tôi, tôi mới phát hiện lão có chút bất thường, trên con mắt màu xám trắng lại nổi lên vài tia sương mù màu đen. Lão sải bước lên trước, dây tiếp theo bèn đi đến phía trước cánh cổng lớn màu đỏ chu sa. Rầm một tiếng nặng nề vang lên, nguyên cả cánh cổng đều trực tiếp bị Trần Mù đập mở. Tôi vội vàng đi theo nhưng khi tôi đến bên cạnh lão tay của trần mù lại đột nhiên thò về phía ngực tôi đơn thuần đối với trần mù thì tôi chắc chắn hoàn toàn yên tâm sẽ không có tí chút phòng bị nào nhưng trần mù bây giờ dùng ngũ quỷ thỉnh hồn chắc là bị lý độn không nhập vong rồi tôi không biết lý độn không muốn làm gì vô thức tôi liền định tránh né kết quả lại không né được thân thủ của trần mù vốn đã mạnh mẽ nay lại ở trong trạng thái bị lý độn không nhập vong còn tôi hiện giờ cách lão một cự ly cũng quá gần căn bản không tránh né nổi. Giây tiếp theo tôi chỉ cảm giác một cái túi nào đó trước ngực trống không, lúc phản ứng lại, tay của trần mù đã thu về rồi. Ở thắt lưng của lão, lập tức treo lên một sâu giấy phù. Giấy phù bày ra ba tầng, toàn bộ đều cuốn xung quanh bụng dưới, trần mù. Tôi nhìn mà ngẩn người ra, trong lòng cười khổ, có điều cũng thở phào một tiếng. Phù của lý độn không tôi thu lại, vốn nghĩ rằng bản thân cũng có thể sử dụng, có điều bây giờ trần mù cầm về, rõ ràng có tác dụng lớn hơn so với nằm trong tay tôi tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt tôi hướng ánh mắt vào trong sân mới phát hiện khu nhà này có chút kỳ quái phòng ốc không ít gian chính gian bình thông thường cái gì cũng có có điều tất cả phòng ốc đều không có cửa phía trước chỗ chắc là cửa của gian chính là một mặt tường bị bịt kín trên tường ngược lại được vẽ ra một hình cánh cửa cùng với cửa sổ không chỉ gian chính mà phía trước mỗi căn phòng đều là như vậy. Phương thức kiến trúc này tôi không biết, trong trạch kinh không có ghi chép, trong những thuật phong thủy mà tôi biết cũng hoàn toàn không có các dạng hành vi tương tự. Ngoài ra tôi còn phát hiện, phía dưới bờ tường gian chính bày một cái khay. Nhìn xa giống như một bàn cờ, có điều đi lại gần sông mới phát hiện, đây là một chiếc sa bàn, bên trên có hai quả núi thấp, ở giữa đâm xuyên một con đường dài, con đường dài phóng thẳng về một hướng, giống như một mũi tên vị trí tận cùng mũi tên chỉ đến thì là một căn phòng. Tôi biết, đây chính là đang ngầm chỉ bố cục ở đây và thôn tiểu liễu. Chỗ bằng phẳng của sa bàn còn có không ít chữ. Âm dương có thuật, kỳ môn động giác, ta ở một phòng tiên phủ, trong phòng còn lại là xác giữ hung hồn thu thập những năm nay, địa tướng kham dư của Lý Âm Dương, đã tới âm dương hóa cảnh, không biết độ tôn của y thế nào, ta nấu trà đợi ngươi tới gặp. Đây, tôi ngoảnh đầu nhìn bốn phía, Viên Hóa Thiệu đang ở trong một gian phòng trong số này. Y nói thế này, vậy những cánh cửa này nhất định có thể mở, nhìn như tường nhưng trên thực tế chắc chắn có lối vào. Có điều trong những gian phòng này còn có xác giữ hung hồn. Mở đúng liền tìm thấy Viên Hóa Thiệu, mở sai rồi thì phải đối mặt với những thứ đó. Lòng tôi không khỏi rỉu xuống một phát, Viên Hóa Thiệu dường như không hề coi chúng tôi là chuyện gì to tát, chứ nếu không y hoàn toàn có thể đem tất cả những thứ đó toàn bộ đều thả ra ngoài để chúng tôi đơn độc vào trong nói không chừng chúng tôi có thể phá giải nếu toàn bộ vây đánh rất khả năng chúng tôi sẽ chết tại đây âm dương tiên sinh chú trọng bày mưu tính kế đặc biệt là dạng người như viên hóa thiệu y chắc chắn sẽ không để lại sơ hở gì vậy việc này nói lên rằng thứ ở trong mỗi gian phòng đều có thể đối phó được chúng tôi y đang xem một vở kịch âm dương thuật của ta chủ phù soạn là công ngươi tìm ra y trần mù hạ giọng nói có điều giọng của lão lại toát ra một tia âm vang hoàn toàn không giống với giọng nói khàn đặc như gió thổi từ trong bể hỏng ra lúc trước những lời này của lão lại khiến tim tôi đập điên cuồng từng đợt tôi đi đến chính giữa sân phong thủy bàn trong tay để phẳng cúi đầu nhìn phương vị bên trên lúc này kim chỉ vẫn hoàn toàn là kim trắc nhìn kỹ bố trí bốn xung quanh khu nhà này tôi mới phát hiện Khu nhà không phải hình vuông, cũng không phải hình tròn, góc độ của mỗi gian phòng đều khác nhau, cạnh thì bằng nhau. Đồng thời tôi cũng phát giác ra, cho dù là gian chính, cũng có độ lớn tương đồng với những gian phòng khác ở xung quanh, tính cả vị trí cổng vào, tổng cộng có 16 cạnh bằng nhau. Trừ cổng vào không bị bịt kín ra, 15 cạnh bên khác đều bị bịt kín. Tôi hơi nghĩ ngợi một chút, trên trán bèn tú mồ hôi, lẩm bẩm nói, càng thiên, không địa, cấn sơn, chấn lôi, tốn phong, đoài trạch khảm thủy ly hỏa lượng nhật cảnh nguyệt tụ tinh tán vân thực hình hư không linh sinh vong tử tổng cộng tiên thiên thập lục quẻ viên hóa thiệu dùng tiên thiên thập lục quẻ xây dựng phủ đệ chẳng trách tôi chưa từng thấy phủ đệ này trạch kinh cũng không ghi chép âm dương tiên sinh lấy âm dương làm căn bản đối với tướng quẻ ngũ hành đều vô cùng kính nể lấy âm dương làm nền móng chính là ngự trị bên trên âm dương chứ không phải đi nhận thức lý giải Phủ đệ dùng 16 quẻ làm cơ sở để xây dựng thế này Lấy đâu ra âm dương tiên sinh nào dám trú Đừng nói trú Căn bản không có bất cứ một âm dương tiên sinh bình thường nào Lại nghĩ đến việc dùng phương thức này để xây dựng phủ đệ Tôi nhíu chặt đầu mày Tỉ mỉ phân tích viên hóa thiệu khả năng sẽ dừng lại trú ở quẻ nào Vì để kiểm chứng suy đoán của mình là chính xác Tôi trực tiếp đi đến chính giữa sân Mặt đất ở đây phủ lên một tầng đất mỏng Nhìn như chẳng có thứ gì Tôi dùng để giày chà sát một chút bèn lộ ra một hình vẽ. Đây là một hình thái cực, tiếp đấy tôi lại chà bỏ một bộ phận đất buồn ở xung quanh, hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình không có vấn đề. Ngoài hình thái cực ở giữa ra, ở bên cạnh bèn là tứ tượng, bát quái. Bát quái là quẻ tam hào, 16 quẻ là hào diễn sinh bốn lần từ trên bát quái. Hơn nữa trong thời gian này, tôi cũng phân tích ra phương vị của mỗi một quẻ trong khu nhà này. Cuối cùng tôi đi đến trước mặt tường đó có cánh cửa thứ ba từ chỗ gian chính ra, lần mò kỹ lưỡng bên trên. Tôi tiếp xúc nhiều lần với Viên Hóa Thiệu, tuy chưa gặp người, nhưng tôi cũng tìm hiểu được, nội tâm y là một kẻ ngông cuồng tự phụ đến cực độ. 16 quẻ sinh tử khác nhau, càng thiên đơn thuần nhìn vẻ rất cao, nhưng trên thực tế lại vẫn chưa đạt đến yêu cầu của Viên Hóa Thiệu. Y chắc là ở hư không vị. Hư không vị vô hình, vô hình thắng hữu hình mù ý bèn là ngự trị vượt trên trời rất nhanh tôi liền mò thấy một chỗ lội lên không rõ nét trên tường đẩy một phát thật mạnh xuống đi kèm với tiếng ken két vang lên trong tường nghiêng vào trong thành một cánh cửa giây phút cánh cửa này xuất hiện nhịp tim của tôi đều tăng tốc lên không ít trần mù đi về phía tôi rất nhanh bèn đến bên cạnh tôi lão trực tiếp lách qua người tôi đi vào trong trước một bước tôi không tranh vào trước Bản thân trận mù thân thủ đã xuất chúng Tình trạng này hiện giờ lão sẽ chỉ càng lợi hại hơn Căn phòng không lớn Khoảng tầm 3-40 mét vuông Trong đây càng giống như là một gian buồn của phòng thiền Một người quay nghiêng người về phía chúng tôi Ngồi trên giường sập ở giữa phòng Gã cúi đầu giống như đang nghỉ ngơi Người này tuổi tác không lớn Nhìn trong bộ dạng tầm ngoài 40 tuổi Mái tóc đầu đinh Cho dù là góc nghiêng Tôi cũng đều cảm thấy tướng cốt của gã rất tốt Viên hóa thiệu Đồng tử mắt tôi có mạnh, vô thức buộc miệng Người này nhìn trông không giống như xác, càng không thể nào là phá xác. Viên hóa thiệu tuy tuổi tác không nhỏ, nhưng y quanh năm trọng thọ, chưa chắc đã mang bộ dạng của lão già Trần mù ở bên cạnh, đột nhiên lại nói một câu, nó không phải Lúc này trần mù bị lý đồn không nhập vong, tôi suýt chút nữa thì bỏ qua việc gã nhận biết được viên hóa thiệu Quỷ ba mù mắt cổng quan tài ngũ quỷ thỉnh hồn, âm dương tiên sinh tuổi đời trẻ măng trong khu nhà này rất lâu chẳng có người tới, cánh cửa đá này cũng rất lâu chưa được mở ra rồi. Trong giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn với chút vẻ cười châm biếm, "Mày là người hay là xác?" Đồng tử mắt tôi có mạnh, người này biểu hiện càng nhẹ nhàng, tôi liền càng cảm thấy không bình thường. Nhưng gã lại không trả lời tôi, mà đột ngột đứng dậy. Giây tiếp theo, gã bèn nhấc tay lên. Tuy gã thế này nhìn trông như là chỉ nhấc tay một cách nhẹ bỗng, nhưng trong thoáng chốc tôi liền cảm giác sát khí khắp tứ phía. Trần mù vụt bước lên trước một bước, rút ra một thanh trảm quỷ đao, rồi chém một phát thật mạnh ra trước. Đao đao. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, tôi chỉ nhìn thấy từ bên trên rơi xuống một cái bóng hình nhân, dây tiếp theo liền bị trần mù chém làm đôi. Quỷ ba mắt mù, mà phản ứng vẫn nhanh như thế, thứ mày đang cổng là xác gì? Để tao xem một chút, rồi thay nó làm một cái hình nhân được không? tôi lập tức liền có một suy đoán người gác cổng của viên hóa thiệu cái lão già trọng thọ đó biết thuật hình nhân ban đầu tôi cho rằng là do viên hóa thiệu truyền dạy bây giờ xem ra người này cũng biết thuật hình nhân viên hóa thiệu thì chưa chắc đã biết cái thứ này rồi dù gì so sánh với âm dương thuật hình nhân trước sau vẫn là hạng bét y tự đặt mình lên trên âm dương chắc sẽ không tốn thời gian đi nghiên cứu thứ thuật pháp hạng bét này cũng giống như nữ đạo sĩ nhà họ liễu canh nhà ở bên ngoài rừng tre trực tiếp chặn luôn liễu dục chú Hiện giờ người biết thuật hình nhân này Chắc cũng là tồn tại đỉnh chóp trong con đường này Giây phút nghĩ rõ những điểm này Tôi đã quyết định xong rồi Phải khiến gã một đòn mất mạng Không được để trần mù bị tiêu hao quá nhiều Tôi tính sai vị trí của viên hóa thiệu Không chừng sẽ còn phát sinh gì nữa Chú tôi vừa thốt ra một chữ liền đột ngột im bặt Tiếp sau đó trầm giọng quát, lý đồn không, khống chế gã lại, là tôi có thể diệt gã. Trần Mù hơi khựng lại một chút, bèn sải bước lên trước, trảm quỷ đao lại chém một phát. Cùng lúc đao chém xuống, lại là ba cái hình nhân từ bên trên rơi xuống, rõ ràng trước khi đối phương hành động, Trần Mù bèn đã có sự phán đoán từ trước. Nhưng điều khiến mặt tôi hơi biến sắc là, tôi tưởng rằng đao này sẽ trực tiếp chém bỏ ba hình nhân này. Nhưng không ngờ rằng, giây phút ba hình nhân rơi xuống, liền lập tức cuốn lấy thanh đao, còn dựa vào quán tính mà văng đến ngực của Trần Mù. Lập tức phần ngược bụng của Trần Mù liền bị cuốn chặt cứng. Có điều dây tiếp theo, mấy cái hình nhân này lại phục một phát bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhạt. Trấn vật phù an trấn xá sát. Phá. Trần Mù quát lên một tiếng, vang vọng khắp cả căn phòng. Ba hình nhân giấy đang bốc lửa kia bèn lập tức rơi thẳng từ trên người lão xuống. Trong nháy mắt, hình nhân giấy đã bị cháy sạch sẽ, chỉ còn sót lại sợi thép sáng loáng trong đám vụn tàn màu đen phân biệt có ba món đồ bị trấn vật phù bọc lấy. Một khúc xương đùi màu trắng, một mảnh vỡ xương tay, một cái nắp hộp sọ. Tim tôi càng không ngừng đập điên cuồng, bên trong ba cái hình nhân giấy này, hóa ra đều có những thứ của người chết này. Có điều trong nháy mắt tôi cũng đã hiểu ra, đây là vật trung gian, bản thân hình nhân không lợi hại như vậy, thứ lợi hại chắc chính là khiến hình nhân cũng trúng vong. Gã đàn ông đó đã xuống khỏi giường, tôi lúc này mới chú ý đến, trên mặt gã lờ mờ có vết tích màu máu che phủ trên da Ngực của gã phập phòng rất yếu ớt Gần như chỉ có một chút ít Chỉ là một cái xác sống huyết sát Đồng tử mắt tôi có mạnh một phát Nếu chỉ là xác sống huyết sát Gã quyết không thể nào là đối thủ của Lý Động không Kể cả là tôi Chỉ cần liều lên Là cũng có thể diệt được gã Tôi lập tức lên trước hai bước Trực tiếp đến bên cạnh trần mù Gã đàn ông đó nhìn chồng chọc rồi bắt đầu cười lên Gã đột nhiên nói Thứ mày cổng, Hóa ra là lý độn không Chúng mày lôi lý độn không ra rồi Quý bà mắt mù Mày khiến tao rất hài lòng Già của lý độn không tao thu rồi Còn của mày tao cũng sẽ thu lấy Để biểu thị cảm kích Lúc gã nói đến chữ Gia, Liền khiến tôi cảm thấy không rét mà run Giây tiếp theo Từ vị trí hai bên sườn Đột nhiên truyền lại tiếng rẹt Giống như có thứ gì bị giật xuống vậy Hai tay gã đàn ông đó kéo một phát vào giữa Tôi lập tức nhìn thấy phía dưới trần nhà có tận mấy sợi dây thép đang rung động mãnh liệt ngay tiếp đấy tiếng vù vù từ mặt tường hai bên truyền lại mặt tôi biến sắc mạnh bởi vì thứ kẹp lại tấn công về phía tôi và trần mù là hai cái hình nhân giấy không đây không phải là hình nhân đơn giản bởi vì chất liệu của chúng không phải giấy mà là da trên kế nương phần tôi từng không chỉ một lần nhìn thấy da người chỉ nhìn một cái tôi liền xác định đó là da người hơn nữa cũng là da người màu máu ánh sắc xanh Tôi mới phát hiện, suy nghĩ vừa nãy của tôi quá non nớt rồi. Sát sống huyết sát đơn thuần, dựa vào cái gì mà được viên hóa thiệu đặt trên hư không vị. Nếu như cái sát sống huyết sát này, có thể dùng da của huyết sát hóa thanh thi, thậm chí là của thanh thi để làm hình nhân, vậy thì gã cực kỳ khủng khiếp. Trong nháy mắt, hai cái hình nhân da người đã đến trước mặt tôi và trần mù. Đây là hai tấm da oán sát chết của huyết sát hóa thanh thi, trước khi viên hóa thiệu trọng thọ, Tao yêu cầu ngài lột sống một nửa da xuống trước, xả máu trọng thọ, chúng nó chết xong sẽ oán hận khát máu đến cực điểm. Bây giờ Viên Hóa Thiệu không ở đây, vậy thì chỉ còn cách xả máu của chúng mày, thọ thì chẳng trọng được rồi, có điều yên tâm, tao cũng sẽ khiến chúng mày oán hận đến cùng cực mà chết. Gã đàn ông đó liếm liếm mép, cái lưỡi lộ ra ngoài càng đỏ tươi nhất mắt. Nhưng lời của gã lại khiến mặt tôi đột ngột biến sắc. Viên Hóa Thiệu không ở đây, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trảm quỷ đao trong tay trần mù ném thật mạnh ra trước một phát, đồng thời hai tay ấn lên hai bên thắt lưng, dùng sức quật ra ngoài một phát. Nhân địa không vong. Hà khôi trảm thi phù. Giọng nói của trần mù lúc này trong âm vang lại càng toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Từ bên hông lão soạt soạt bay ra ngoài hai chuỗi giấy phù, chính là hà khôi trảm thi phù mà lúc trước tôi nhận ra đám giấy phù này vừa vặn từ hai bên toàn bộ dáng trúng đỉnh đầu của hai cái hình nhân da người. Hình nhân da người trong nháy mắt đứng khựng lại. Cùng lúc này, gã đàn ông đứng ở trước giường kia, vụt lách người một phát, tiếng trầm và rắc đồng thời vang lên. Gã đàn ông đã hạ xuống bên cạnh cách ra ngoài 2 mét, trảm quỷ đau mà trần mù ném bay ra ngoài, thì trực tiếp đâm xuyên vách tường phía sau, cắm chắc vào bên trong. Còn động tác của trần mù thì càng liền mạch hơn, Hai tay trái phải của lão đồng thời giơ ra, ngón trỏ và ngón giữa cũng vừa vặn ấn lên trên phần đỉnh của Hà Khôi Trảm Thi Phù. Trảm! Trần Mù lại quát lớn một tiếng. Tiếng vỡ vụn bực bực vang lên, trong hai mắt hai tia huyết quang xẹt qua, Hà Khôi Trảm Thi Phù từ giữa đứt thành hai mảnh, đúng là vô cùng ngay ngắn. Đồng thời đứt ra, còn có hai cái hình nhân da người kia. Tất cả những việc này phát sinh đều quá nhanh quá nhanh. Trên mặt gã đàn ông kia dần mọc ra lớp lông nhung màu đỏ Gã đang cười, thân người cũng đang co giật Giỏi thằng Lý Độn không, phối hợp với quỷ bà Phù lực này vẫn mạnh như xưa Không khí trong phòng, đột ngột hạ xuống điểm đóng băng Giây tiếp theo, đột nhiên từ trần nhà bên trên lại rơi xuống một cái hình nhân da người Màu sắc của cái hình nhân da người này toát ra màu xanh đậm Nó trực tiếp chụp thẳng lên trên người gã đàn ông kia Âm dương tiên sinh, tên mày là gì? là truyền nhân của địa tướng Kham Dư. Cũng họ Lý à. Để tránh trước khi giết mày mà không biết tên tuổi của mày, tao cho mày một cơ hội nói ra. Tiện thể cũng bảo mày biết, tao tên Hứa Sương Lâm, mày không phải quỷ chết uổng. Cùng lúc âm thanh chấm dứt, gã đàn ông đã hoàn toàn bị hình nhân da người trùm lên trên, da người không mặc, vị trí vốn là mắt bị hai sợi dây bịt lại, mũi cũng bị gọt mất, giống như dùng da ở chỗ khác vá lên vậy. Còn về miệng, thì càng bị khâu lại một đường giống như con rết đang bò. Trên hình nhân da người màu xanh nhạt còn toát ra thứ màu đỏ ẩn hiển. Cảnh tượng này chẳng qua chỉ trong nháy mắt, mí mắt tôi không ngừng giật điên cuồng, hình nhân mà cũng còn cách dùng kiểu này nữa. La thập lục. Tôi trầm giọng mở miệng, đồng thời cũng chầm chầm nhìn gã, không ngừng nghĩ, tiếp tục hỏi, viên hóa thiệu không ở đây, y đang ở chỗ nào. Thân người hứa xương lâm run rẩy, giống như đang cười, nhưng gã đang trùm hình nhân da người, nên cảnh tượng này trông rất kỳ dị. Cái tiếng cười ầm ầm xuyên qua lớp da người truyền ra ngoài nghe càng âm u khủng khiếp. Dù cá vào rọ, chủ nhân đi lấy xác, biết cũng vô dụng, bởi chúng mày không thoát được rồi. Giây phút dứt lời, hứa xương lâm vụt giơ hai tay lên, giật một phát thật mạnh về phía trước ngực. Âm một tiếng vang khẽ xuất hiện bên tai, Bên hông tôi và Trần Mù đều xuất hiện nhiều sợi thép phản quang, sợi thép trong chớp mắt đã cuốn về phía chúng tôi. Cảnh tượng lão già trọng thọ kia dùng sợi thép cứ đứt đầu và tay chân người lần đó vẫn như hiển hiện trước mắt. Lòng tôi ấn lạnh, đang định nhắc Trần Mù, nhưng tốc độ phản ứng của lão còn nhanh hơn, lão vụt vọt người lên, sau khi bật lên cao, vừa vặn tránh khỏi đám sợi thép này. Lão bật một phát như thế, lại còn gần như lên đến trên xà nhà, hai tay lại vung một phát vào bên hông soạt soạt hai chuỗi giấy phù bắn ra ngoài. Tốc độ của hai chuỗi giấy phù này quá nhanh, trực tiếp cuốn luôn lấy hai cánh tay hứa xương lâm, xèo 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 bốc lên một đám lớn khói mù màu trắng. Lập tức phần thân hình nhân đang trùm lấy hứa xương lân đều xìu xuống đôi phần, có điều gã lại chẳng buông tay, mà tiếp tục giật sợi thép trong tay một phát. Sợi thép còn lại lập tức liền cắt thẳng về phía người tôi. Rõ ràng lực của hứa xương lâm đã kém xa so với ban nãy, giờ này tốc độ di động của sợi thép cũng chậm hơn nhiều so với trước. Mồ hôi trên trán tôi rỉ ra từng giọt to đùng, giờ này không còn chỗ tránh, đối với tôi mà nói đúng thật là đã bị dồn đến đường cùng rồi. Trần mù lúc này bị lý độn không nhập vong, rõ ràng lý độn không sẽ không quản thằng tôi ở sau lưng gã. Chẳng qua chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, tôi đã nghĩ rõ ràng tất cả. Nguy cơ sinh tử tôi chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần, cũng chính là lần này đi đến nước này chẳng có ai đến cứu tôi nếu tôi mà chết thì đúng thật là chết ở đây rồi vẫn còn chưa giao đấu chính diện với viên hóa thiệu tôi sao có thể mất mạng thế này được tốc độ của tôi cũng nhanh đến cực điểm trực tiếp lấy ra hai món đồ một là nghiên mực lấy từ viên thị âm dương trạch thứ còn lại là bút địa chi trên nghiên mực tôi sớm đã mài sẵn mực chu sa rồi bút địa chi chấm một phát hướng về phía sợi thép trước mặt bèn vẽ phù giữa không trung đây không giống như lần trước Lý Âm Dương nhập vòng trương nhĩ, vẽ phù có cái sàn và vải đỏ, sợi thép không phải là vật tải, có điều lúc vẽ phù trên không, trong đầu óc tôi toàn là hình phù. Trong nháy mắt, một đạo trấn vật phù bèn được phát họa ra. Âm một tiếng, đám sợi thép ở giữa không trung kia lại đang toàn bộ đều cuốn lấy nhau một cách kỳ dị, rồi cạch một phát trời xuống đất. Hứa xương lâm gầm lớn một tiếng, gã vụt hất mạnh hai cánh tay ra ngoài một phát, kéo đứt hai chuỗi phù ra, trực tiếp trầm thẳng về phía tôi. Trong nháy mắt, tôi dường như cảm giác cái hình nhân da người gã đang trùm trên người, đôi mắt bị bịt lại kia giống như muốn mở ra vậy. Đồng thời tôi còn cảm giác trái phải xung quanh mình xuất hiện nhiều bàn tay vô hình, túng chặt lấy tay và chân tôi, khiến tôi không cách gì nhúc nhích. Hứa xương lâm đã chồng ra ngoài được một nửa, tôi không né được, trần mù ở trên xà nhà lại quát lớn một tiếng, thất sát. Lần này phù mà lão vung ra Gần như là toàn bộ số đang cuốn ở thắt lưng Tôi đột nhiên nhớ ra Phù của Lý Độn không chẳng phải chính là bảy loại sao Bảy loại giấy phù đều chuẩn bị đủ Hóa ra cũng là một chiêu Phục một tiếng Hình nhân da người trên người hứa xương lâm đột ngột tự nhiên cháy bùng lên Ánh lửa ánh lên màu xanh lét Vô cùng chết chóc Mà còn toát lên sự giá buốt Giây phút giấy phù sắp tiếp cận hứa xương lâm Liền hơi có chút cuộn công có điều tất cả giấy phù vẫn quấn lên trong nháy mắt Tôi hừ một tiếng Cũng dậy dù định lên trước Tôi muốn thử xem Nếu như đem áp trấn thần chú vẽ lên trên mặt hứa xương lâm Thì sẽ có một kết quả như thế nào Giấy phù cuốn lại xong Trong nháy mắt cũng bị đốt cháy không ít Trần mù vụt rơi xuống Một chân giảm mạnh lên trên đỉnh đầu hứa xương lâm Hứa xương lâm thì vụt giơ tay lên túng lấy cẳng chân của trần mù Hai tay gã lại còn túng ngập vào trong da thịt của trần mù gần như là mười ngón đều cắm nập vào trong lập tức máu tươi rỉ ra trần mù bị vong nhập đương nhiên chẳng có cảm giác đau đớn gì nhưng hình nhân da người của hứa xương lâm dường như trong nháy mắt lại trở nên căng đầy hơn không ít đúng thật là giống như một người khác vậy hơn nữa mắt thường có thể nhìn thấy sắc mặt của trần mù đang trở nên héo hon cũng chính vào lúc này sau lưng đột nhiên truyền lại một tiếng ngao sói sổ ầm hung hãn tiếp đấy lại là một luồng lực cực lớn vỗ lên trên lưng tôi ấn một phát thật mạnh cái cảm giác giam hãm chân tay tôi lập tức biến mất không còn nữa. Tôi vụt chồm đến trước người hứa xương lâm, dựa vào quán tính này, tôi gần như lao đến vị trí mặt đối mặt với hứa xương lâm, lập tức nhấc tay, một đạo áp trấn thần chú bèn phát họa về phía trên mặt của hứa xương lâm. Chuyện của áp trấn thần chú, tôi đã nói rõ ràng với liễu dục chú rồi, bây giờ ở thời khắc then chốt này, tôi cảm thấy trên người tôi mạnh nhất cũng chỉ có hai chiêu thức. Một chiêu là áp trấn thần chú học lõm được, chiêu còn lại bèn là sát thuật. Sát thuật không được dùng nhiều Nếu như áp trấn thần chú có thể giải quyết phiền phức Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm một số chuyện nữa Không đến mức dùng sát thuật trực tiếp diệt hết thần hồn Giây phút nhất bút Tôi trầm giọng hô lên Thiên viên địa phương Luật lệnh cửu chương Ta nay hạ trấn Chúng ương đều lùi Vạn quỷ ẩn nấp Nhà cửa bình an Xuất nhập tọa nguyện Vĩnh viễn an khang Ta phụng thái thượng lão quân Lập tức tuân luật lệnh Mày không phải là âm dương tiên sinh tiếng hét thảm thiết lẫn với tiếng chất vấn đầy kinh sợ, đồng thời từ trong hình nhân da người truyền tới. Tôi chỉ cảm giác trong lòng ngực mình có một luồng khí, luồng khí này nóng bỏng, xuyên suốt toàn bộ cơ thể tôi, càng khiến tôi không nhìn nổi mà gầm lên thành tiếng. Cùng lúc quát chú pháp ra, động tác vẽ phù của tôi càng nhanh chóng trôi chảy hơn. Áp trấn thần chú mà tôi vẽ, xuất hiện hoàn chỉnh trên phần mặt của hình nhân da người này trong phòng dư âm không ngừng vang vọng sau khi vẽ phù hoàng tất xong luồng khí đó dường như toàn bộ đều phát tiết hết ra ngoài tiếng hét thảm đã biến mất dư âm cũng dần dần tiêu tan đầu ngón tay móc vào trong cẳng chân trần mù của gã cũng tuột ra ngoài hai cánh tay vô lực thõng xuống hai bên người hai tay của trần mù gần như đồng thời ấn lấy phần đầu của hứa xương lâm có điều cùng lúc này làn khí đen lúc ẩn lúc hiện trên mắt của lão lại tiêu tan không còn nữa tiếng tí tách truyền vào tai cẳng chân kẹp lấy cổ hứa xương lâm của lão, máu tươi đang tí tách chảy xuống. Mí mắt Trần Mù cuối cùng cũng rung lên đôi phát, trên trán gân xanh hơi hơi gồ lên. Chú Trần! Nó chắc là bị trấn lại rồi. Tôi lùi sau hai bước, hơi thở dốc nói. Từ biểu hiện và trạng thái lúc này của Trần Mù, tôi cảm giác lý động không chắc không còn tiếp tục nhập vong vào lão nữa. Đồng thời, áp trấn thần chú này đúng thật là lợi hại, tôi cũng là nhất thời nảy ra ý định dùng nó bây giờ nó đúng là có tác dụng thật khiến nhịp tim tôi vẫn còn chưa bình ổn xuống được tiếng chạm đất khẽ vang lên trần mù từ trên vai hứa xương lâm nhảy xuống động tác này lại khiến trần mù chảy càng nhiều máu hơn ngoài chút gân xanh nổi gồ trên trán kia ra lão vẫn mặc không biến sắc trực tiếp thò tay giật một phát trên đỉnh đầu của hứa xương lâm cái hình nhân da người liền bị lột luôn ra lúc đó tôi vẫn còn có chút kinh hãi lột lớp da hình nhân này xuống áp trấn thần chú lại nằm trên da thế này há chẳng phải thành thả hứa xương lâm ra sao nhỡ mà gã sử dụng đến thủ đoạn càng khiến chúng tôi khó nhằn hơn thì phiền phức rồi có điều tôi cũng chẳng kịp ngăn cản trần mù đã hoàn toàn lột cái hình nhân da người kia xuống rồi điều khiến đồng tử mắt tôi có mạnh lại là trên mặt hứa xương lâm hóa ra cũng lờ mờ có vết cháy màu đen vết tích cháy đen vừa vặn là một đạo phù văn áp trấn thần chú. Áp trấn thần chú này, hóa ra mạnh đến thế cơ, xuyên thấu luôn qua một lớp hình nhân da người của huyết sát hóa thanh thi. Trên mặt hứa xương lâm dần nổi lên lớp lông nhung màu huyết, hồi phục thành bản chất của huyết sát. Mức độ phập phòng của lòng ngực gã hơi lớn hơn một chút, nhưng lại trở nên không ổn định. Nó, chắc vẫn chưa bị diệt mất thần hồn nhỉ. Mí mắt tôi giật mạnh mấy phát, hỏi Trần Mù vốn dĩ tôi thử dùng áp trấn thần chú chính là bởi không muốn diệt bỏ thân hồn của gã vừa nãy từ miệng gã nghe thấy thông tin viên hóa thiệu không ở trong đây nếu gã mà hồn phi phách tán rồi thì chúng tôi đi đâu kiếm người hỏi hành tung của viên hóa thiệu nhưng tình hình bây giờ thế này tôi hoàn toàn không xác định được hứa xương lâm đã sắp hồn phi phách tán rồi hay là thế nào nữa trước đây lúc tôi dùng sát thuật với bọn thằng điên nhà họ vương bọn chúng trước khi thân hồn bị diệt đều đột ngột hiển hiện bản chất sau đó liền hồn phi phách tán. Lúc này Trần Mụ đang xé ra hai dây vải, cuốn vết thương trên cẳng chân lại, cố hết sức cầm máu. Áp trấn thần chú nhà họ liễu chỉ trấn hồn, không có hiệu quả diệt hồn, bất luật sát giữ đến mức nào, ác quỷ hung ác đến mức nào, chỉ cần bị vẽ lên một đạo là tuyệt đối không có bất cứ cách gì dãy ra được. Chỉ có điều thứ mày dùng là bút và nghiên mực của âm dương tiên sinh, như thế thì chưa chắc rồi. Con mắt màu xám trắng của Trần Mù nhìn lướt qua người hứa xương lâm, lão dùng sức buộc thật mạnh sợi dây vải trên cẳng chân một phát động tác đột ngột này của lão khiến tim tôi cũng treo giật lên một phát cảm giác thấy đau phát khiếp cúi đầu nhầm nghiêng mực và bút địa chi trong tay một phát tôi càng thấy trong lòng chấn động mạnh đột nhiên tôi nghĩ đến áp trấn thần chú liệu có trở nên càng mạnh hơn dưới sự cộng hưởng của nghiêng mực và bút địa chi này hay không vốn dĩ âm dương tiên sinh vẽ phù liền đã có tác dụng trấn áp giống như trấn vật phù có thể phá bỏ đám sợi thép vừa nãy vậy chính là một trong những biểu hiện của việc âm dương tiên sinh khiến chữ trấn phát huy đến cực điểm. Áp trấn thần chú cũng là một loại trấn phù. Có điều bây giờ hứa xương lâm rốt cục như thế nào, tôi và Trần Mù đều chẳng làm rõ ra được, vậy thì phải tìm liễu dục chú hỏi cho rõ rồi. Nghĩ rõ những điểm này xong, tôi lập tức mở miệng nói, chú Trần, đưa nó đi tìm liễu dục chú đã, ban nãy nó vừa lỡ miệng, viên hóa thiệu không ở đây, chỗ này e rằng chính là thủ đoạn dùng để tiêu hao chúng ta. Còn về viên hóa thiệu khả năng đi đâu, tôi không tự mình đoán bừa, khả năng cực lớn là y qua thôn tiểu liễu rồi. Chúng tôi cũng phải cố nhanh hỏi ra chút ít manh mối từ miệng hứa xương lâm mới được. Trần mù sốc sốc cổ quan tài sau lưng lên, gật đầu định đi bê xác chết của hứa xương lâm. Tôi ra tay trước, cổng hứa xương lâm lên trên lưng. Chú Trần, trên người chú đã cổng quan tài rồi, chân còn bị thương nữa, để cháu. Thân người hứa xương lâm nặng trình trịch ra, cổng lên đúng thật có chút chầy trật. Đi từ trong phòng ra ngoài, cả khu nhà trạch lấy 16 tướng quẻ tiên thiên làm cơ sở này, cảm giác đem lại cho tôi chỉ còn lại lạnh lẽo giá buốt vô cùng vô tận. Một phát nhìn lướt khắp khu nhà, ngoài vị trí cổng có một cánh cửa ra, còn lại còn có 15 gian phòng. Hồi tưởng lại những chữ mà Viên Hóa Thiệu để lại trên sa bàn phong thủy, lời của y đúng là nửa thật nửa giả y đã tính sẵn đến tâm lý của tôi khiến tôi cảm thấy y tự cho mình ngự trị bên trên âm dương thuật sở dĩ không xuống tay với chúng tôi là muốn xem xem bản lĩnh của tôi sau đó đối thoại với tôi nhưng trên thực tế y chỉ đang lừa tôi khiến tôi cho rằng y ở trong một gian phòng nào đó ở đây nếu không phải hứa xương lâm lỡ miệng liên tiếp hết lần này đến lần khác xong tôi không chừng sẽ nghi ngờ âm dương thuật của mình tại sao không tính toán chuẩn xác được viên hóa thiệu ở đâu cho dù không bị xác chết trong đó hại, thì cũng sẽ sinh ra tâm ma tạp niệm. Đợi đến lúc viên hóa thiệu quay về thật, tôi và Trần Mù đều đã bị tiêu hao gần hết rồi, kể cả liễu dục chú có thể đối phó với cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi bên ngoài, một mình gã e rằng cũng không phải là đối thủ của viên hóa thiệu. Nếu toàn tính của viên hóa thiệu đúng thật như những gì tôi suy đoán, còn hứa xương lâm lại không lỡ miệng, vậy thì chúng tôi căn bản không còn khả năng xoay chuyển tình thế để giành phần thắng. Trong lúc suy nghĩ, tôi không khỏi càng cảm thấy ớn lạnh trong giây phút tôi nghĩ ngợi trần mù đã đi đến cổng khu nhà lão gọi tôi một tiếng co giò lên tôi bèn theo lão cùng ra khỏi cổng sau khi đi ra khỏi khu nhà xong lúc trần mù vừa vặn đi qua tấm bia đá đó tôi khàn giọng gọi chú trần cháu mượn gậy khóc tang của chú một chút trần mù dừng lại thần sắc lão hơi có chút nghi hoặc có điều vẫn đem gậy khóc tang bằng đồng đưa cho tôi tôi nắm chặt lấy xong hít sâu một hơi giơ cao cây gậy lên đập thật mạnh xuống tấm bia đá rắc tiếng đồng nhức ốc vang lên đi kèm với tiếng va đập nặng nề tấm bia đá từ vị trí trên đỉnh chia năm xẻ bảy chú trần viên hóa thiệu nhất định phải chết y quá mưu mô xảo quyệt hèn hạ vô liêm sĩ tôi thở dốc lẩm bẩm nói trần mù không nói thêm gì khác chỉ là đón lấy gậy khóc tan ra hiệu cho tôi đi trước tốc độ bước chân của tôi cũng nhanh hơn không ít rất nhanh, chúng tôi bèn quay lại chỗ trước rừng tre ban nãy. Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi nhìn mà kinh hãi. Liễu Dục chú lúc này đang ngồi sõng dưới đất, trên lưng máu tươi loang lổ, hình như có thể nhìn thấy mấy vết thương bị đâm xuyên. Gã một tay chống thanh kiếm đồng thau đã gãy. Một chỗ khác phía trước rừng tre, cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia bị treo lơ lửng trên một đốt tre, hai tay hai chân đều vừa vặn bị ghim vào trong thân tre. Hơn nửa đỉnh đầu của bà ta cũng có một tờ áp trấn thần chú. Khoảng đất trống vốn bằng phẳng giờ này chi chít vết cắt chém, trên đất còn có mảnh vỡ của chiếc đàn tranh, quốc vàng của liễu dục chú cắm ngập vào trong ván gỗ của cổ quan tài kia. Ngoài ra, vết tích máu tươi trên mặt đất càng không phải ít. Rất rõ ràng, chỗ máu này đều không thể nào là của xác nữ đạo sĩ Thanh Thi, mà là đến từ liễu dục chú. Tôi đặt hứa xương lâm xuống, nhanh chân đi về phía liễu dục chú. Đến bên cạnh liễu dục chú, tôi mới nhìn rõ chính diện mặt gã, vừa nãy gã liên tục quay lưng về phía chúng tôi. Lúc này sắc mặt của liễu dục chú trắng bệch khác thường, những vết thương kia đích thực là đâm xuyên từ trước ngực gã ra sau lưng, mỗi một vết thương đều xém chút nữa là đâm trúng yếu huyệt. Có thể thấy được, đây chắc chắn là do cái xác nữ đạo sĩ thanh thi kia tàn nhẫn, chiêu nào cũng đều đánh về phía yếu huyệt. Chỉ có điều đều bị liễu dục chú tránh được trong gan tất mà thôi Nhưng tôi lại cảm thấy Việc này quá bất thường Liễu dục chú đã bị thương đến mức này rồi Mà cái xác nữ đạo sĩ thanh thi kia lại chẳng dính tí chút tổn thương nào Ngoài việc cổ tay cổ chân bị ghim lại ra Bà ta đích thực chẳng có một tí vết thương nào Tuy rằng trước mặt Trương Nhĩ bị Lý Âm Dương nhập vong Liễu dục chú gần như không có sức phản kháng Nhưng đó là Lý Âm Dương Là tồn tại của ác thi vũ hóa sau khi phá xác Cái xác nữ này chẳng qua chỉ là huyết xác hóa thanh thi mà thôi Nói cho cùng, Liễu dục chú đến Dương Thanh Sơn còn không sợ Thậm chí còn mang thái độ đối đầu Thì một cái xác nữ đạo sĩ huyết sát hóa thanh thi Quyết không thể nào có thể khiến gã bị thương đến mức này Tôi đột nhiên nhớ đến những lời vừa nãy của liễu dục chú Cùng với cái thần thái đó khi bảo chúng tôi đi trước Người đàn bà này là đạo sĩ xuất thế đời trước của nhà họ liễu Mất tích đã nhiều năm Nếu thế này thì quan hệ giữa liễu dục chú và bà ta tuyệt đối không đơn giản Liễu đạo trưởng, người chết đèn tắt anh hà cớ gì phải tự làm khổ mình tôi không kiềm chế được mà khàn giọng nói lắc lắc đầu trong mắt vẫn không đành lòng liễu dục chú ho mấy tiếng tác động đến vết thương trên người kể cả là gã mà da mặt đều không khỏi co giật mấy phát âm dương tiên sinh sẽ không cho rằng người chết đèn tắt thật đối với đạo sĩ xuất đạo mà nói thần vong ý tồn tiên sinh xuất hắc các cậu không phải coi vũ hóa là theo đuổi tối cao sao xuất hắc và xuất đạo chẳng qua chỉ là khác đường cùng đích mà thôi Giọng của Liễu Dục Chú không còn bình thản cứng đơ như lúc trước nữa Mà ngược lại có đôi chút cảm xúc dao động Chỉ là lời của gã Lại khiến tôi nửa hiểu nửa không Lập tức tâm tư lại càng phức tạp hơn Tôi trực tiếp liền khẳng định ý nghĩ của mình Tôi đoán không sai Liễu Dục Chú không muốn làm tổn thương đến cái xác nữ đó Nên bản thân mới bị thương đến mức này Bà ta là ai? Tôi hỏi Đạo sĩ xuất đạo đời trước của nhà họ Liễu Tư chất xuất chúng Bà ta rất mạnh Liễu dục chú định đứng dậy Có điều động tác này Lại khiến vết thương của gã rỉ ra càng nhiều máu hơn Tôi đưa tay ra dìu gã Đầu mày không ngừng nhíu chặt Lời của liễu dục chú Không hề trả lời vào vấn đề mà tôi muốn hỏi Bụng bà ta đang mang thai Cần đỡ âm linh Cậu có làm được không Tiếp đấy liễu dục chú lại ngoảnh đầu nhìn tôi Trong mắt gã có vài phần nghiêm nghị Do dự một chút Tôi mới trả lời Bây giờ không được Chúng ta cần đối phó với viên hóa thiệu y không ở đây anh bây giờ cũng đang bị trọng thương không cách gì hành động tiếp nữa tôi không biết bà ta chết như thế nào trên người tôi cũng không đem theo tượng gốm xương mèo càng không có cân số mệnh không cách gì đỡ âm linh liễu đạo trưởng lúc này không cách gì dây dưa thêm phiền phức nữa viên hóa thiệu khả năng qua thôn tiểu liễu rồi y giam chúng ta ở trong đây tôi đoán ý định của y chắc là đối phó với lý âm dương y chắc có nắm chắc phần thắng chúng ta ở đây càng lâu y cách việc đạt mục đích càng gần hoặc giả y đã đạt mục đích rồi. Tôi giải thích với tốc độ cực nhanh. Vân ngang trên trán liễu dục chú lập tức càng nhiều hơn. Gã ngoảnh đầu nhìn sang phía trần mù một cái, rồi ánh mắt lại hướng lên trên người hứa xương lâm. Áp trấn thần chú. Cậu không những biết khắc họa, thậm chí còn biết dùng. Trong giọng nói của liễu dục chú, hiếm hoi toát lên chút vẻ kinh ngạc. Không, không đúng, đấy không phải là áp trấn thần chú đơn giản. Liễu dục chú trực tiếp nhấc chân lên đi về phía hứa xương lâm Bước đến trước mặt hứa xương lâm Liễu dục chú một tay ấn lên trên mặt gã Hồn tan rồi Áp trấn thần chú lại còn có thể phá được hồn Liễu dục chú lần nữa nhìn sang tôi Ánh mắt gã càng trở nên sâu thẳm hơn Việc này tôi lúc này mới chú ý đến Chẳng biết từ lúc nào Đường vân màu huyết trên mặt hứa xương lâm đã càng nhiều hơn Nhưng đám lông nhung kia lại héo rũ xuống Vẻ hung dữ đã biến mất không còn nữa Vốn dĩ tôi định để liễu dục chú nhìn thử Rồi nghĩ cách hỏi cung Bây giờ thì chẳng còn khả năng đó nữa rồi Lúc này tôi cũng chỉ còn cách bỏ cuộc Có điều chỗ đi của viên hóa thiệu tôi cơ bản đã đoán ra rồi Cũng chẳng cần thiết phải hỏi hứa xương lâm nữa Nếu đã như vậy Thì bèn qua thôn tiểu liễu một chuyến Chuyện đỡ âm linh đợi xong việc rồi nói sau Nói rồi Mí mắt liễu dục chú giật giật hai phát Nhưng gã lại không ngừng nghỉ Mà đi nhặt cái quốc vàng kia lên dắt vào thắt lưng ngay tiếp đó lại đến chỗ dưới rừng tre Tiện tay đẩy một phát Giây phút cây tre rung lắc Cái xác nữ đạo sĩ Thanh Thi bèn rơi xuống Liễu dục chú lập tức lách người Cổng bà ta lên trên lưng Trên cổ tay và cổ chân bà ta Đều vẫn còn ghim cây đinh gỗ đào màu đen Trước đây tôi chưa từng thấy liễu dục chú lấy loại đinh gỗ đào này ra bao giờ Nó chắc cũng là do gỗ mậu đào chế thành Liễu đạo trưởng, tôi giơ tay lên định gọi liễu dục chú lại thì trần mù đã đi đến cạnh người tôi Mày không ngăn được nó đâu Nghị lực của nó vượt xa người thường Sợ rằng hôm nay kể cả nó có gãy hết chân tay Cũng vẫn có thể chạy được qua thôn tiểu liễu Trong lòng ngực đạo sĩ cũng có hận Nó chính khí xuyên suốt lòng ngực Hận cũng sẽ ngưng tụ thành một luồng chính khí cuồn cuồn Nhất định phải tru diệt viên hóa thiệu Nhưng anh ta tôi nói hai chữ này xong Thì đột ngột im bặt Mỗi một người đều có niềm tin và theo đuổi của mình Lưu Văn Tam xuống chân đập Giang Đê cứu con trai, Trần Mù không thể xuống nước mà vẫn cam tâm tình nguyện xuống nước cứu con gái. Nếu như đổi thành tôi, nếu đây là cơ hội cuối cùng, thì tôi có bò lết cũng bắt buộc phải qua thôn tiểu liễu, cho dù có bò không tới nơi, thì hơi thở kia của tôi cũng không đứt được. Lại nghĩ đến biểu hiện của liễu dục chú lúc này, vậy thì rất bình thường rồi. Gã không những ghét ác như thù, mà cái chết của nữ đạo sĩ thanh thi xuất thế của nhà họ liễu này cũng khiến gã nhất định phải giết viên hóa thiệu. Ngăn, tôi không ngăn nổi. Trần mù đã nhấc chân đi lên trước, tôi theo sát sau lưng lão, hai người rất nhanh đã đuổi theo tới sau lưng liễu dục chú. Lúc này tôi cũng chú ý đến việc liễu dục chú vừa đi, vừa lấy ra một số chai chai lọ lọ nhỏ, gã đã kéo áo trên người ra, đang bôi thuốc cho mình. Những vết thương đó càng khiến tôi nhìn mà liên tục nổi da gà. Còn về cái xác nữ thì được gã buộc ở trên lưng, hai tay có buông ra cũng sẽ không bị rớt xuống. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến vị trí Gia Tiên lâu lúc trước, rồi lại đi về hướng chân núi. Ngao sói đương nhiên là đều đi theo bên cạnh tôi và Trần Mù, không hề cách ra xa. Đi qua chỗ lúc trước liễu dục chú diệt liễu tiên, một vùng toàn sát trắng. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy ở vị trí bên rìa, có hai con ngỗng lớn. Một con ngỗng đã chết cứng rồi, con còn lại vẫn còn sống, đầu và cổ đều đỏ tươi một mảng có điều đây không phải là máu của nó một bên khác còn có một cái xác chết hoàng bị tử máu thịt bầy nhầy lòng tôi có cảm giác cùng với việc chúng tôi đi lên trước con ngỗng trắng còn sống đó lại đủng đà đủng đỉnh đi theo về phía chúng tôi lập tức tôi liền nhớ lại những gì trần mù từng nói trước đây vật cực thông linh trong thủ đoạn của thần bà con ngỗng này có thể đưa xác chết của đồng bọn ra ngoài hiển nhiên đã nói lên nó cũng có tình cảm chứ không đơn giản chỉ là thứ thủ đoạn tương sinh tương khắc mà tôi sử dụng để nó đi khắc hoàng tiên bước chân ngừng lại tôi đợi con ngỗng đó sau khi nó đi đến sau lưng tôi lại còn đập cánh hai phát phát ra hai tiếng ngỗng kêu quát quát đi thôi đưa mày xuống núi tôi thở hắt ra một hơi dài nói tôi hoàn toàn không cần thiết phải bỏ con ngỗng có linh tính như thế này lại đây ở lại đây nó không sống được bao lâu cả Ngao sói sủi nhỏ một tiếng, lờ mờ đi gần tôi hơn một chút. Con ngỗng kia ngửa đầu ưỡn ngực, nghiễm nhiên giống như một tướng quân tất thắng, không hề nhìn tiểu hắc, trực tiếp lắc lư đi qua bên còn lại của tôi. Trên đường xuống núi lại nhìn thấy xác chết của mấy con chuột lông xám kia, tôi âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Chúng đều là tồn tại có thể thành gia tiên, ngũ gia tiên dưới tay viên hóa thiệu không những tề tựu đầy đủ, mà số lượng còn không ít. Trước đây, một con hoàng tiên đều đã có thể khiến chúng tôi trầy trật một phen Bây giờ chúng tôi có thể đối phó với chúng Có liên quan đến âm sinh cửu thuật Cũng mặt khác chứng minh rằng chúng tôi đều đang trở nên mạnh hơn Tôi không còn là thằng la thập lục trói gà không chặt kia nữa Thủ đoạn của trần mù cũng được nâng cao lên nhiều Trong lúc suy tư tôi cũng nghĩ đến Rời khỏi đây xong Sợ rằng muốn tiếp tục gom được nhiều gia tiên như thế này Thì chẳng dễ dàng gì nữa Gia, dạ, xương trên người chúng Đều là vật liệu tốt của âm sinh cửu thuật Đặc biệt là liễu dục chú còn bảo tôi xong việc thì đỡ âm linh cho xác nữ đạo sĩ Thanh Thi kia Nếu có pháp khí đỡ âm linh tốt hơn thì tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều Bà nội còn cất giữ đồ nghề tôi dùng đỡ âm linh Dùng những thứ chuột trắng đã già đến mức thành gia tiên này làm một bộ pháp khí âm sinh cửu thuật cho bà Chắc là bà cũng sẽ rất vui mừng Tôi không ngừng suy nghĩ những chuyện này Thực tế là để làm mờ đi cảm giác không thể đối kháng với viên hóa thiệu đang âm thầm dâng lên trong lòng Cuối cùng, chúng tôi cũng xuống núi. Lúc này trời đã tờ mờ sáng rồi. Lên núi xuống núi, thời gian đã trôi qua nguyên cả một đêm. Bên đường đổ chiếc xe lúc trước của nhà họ Phùng, hơi thay đổi vị trí một chút, có điều tôi một phát liền nhìn thấy Phùng bảo. Lề đường còn có một đám người nhà họ Phùng nữa, nhìn lướt qua một phát, ngoài người lúc trước bị đứt ngón chân không thấy ra, những người khác toàn bộ đều có mặt. Phùng Bảo hưng phấn đứng dậy, vậy vẫy tay với tôi, gọi lớn la tiên sinh ngay tiếp đó phùng bảo liền nhanh chân đi về phía tôi những người nhà họ phùng còn lại đều đứng dậy hết từ trên mặt bọn họ tôi nhìn thấy cũng toàn là vẻ mừng rỡ và hưng phấn tiếp xúc với nhà họ phùng lâu rồi ít nhất những người nhà họ phùng này tôi đều rất hiểu bọn họ đều là người chân tình với thủ đoạn quản lý gia tộc của phùng chí vinh những người ở lại bèn đều là những người đàn ông có tình có nghĩa thế này lúc phùng bảo đến trước mặt tôi chúng tôi vừa vặn bước lên trên đường giây tiếp theo mặt phùng bảo hơi biến sắc nghi ngờ sợ hãi nhìn liễu dục chú và cái xác nữ gã cổng trên lưng tại sao còn chết người nữa liễu đạo trưởng vết thương trên người anh mau lên xe tôi đưa các anh qua viện liễu dục chú lắc lắc đầu chỉ nói một câu qua thôn tiểu liễu nói rồi gã liền đi về phía chiếc xe gần nhất trực tiếp ngồi luôn lên hàng ghế sau phùng bảo bất an nhìn sang tôi tôi nhíu nhíu mày chỉ còn cách lắc lắc đầu, nói, qua thôn tiểu liễu đi, đợi lúc nữa đến nơi rồi, các anh rời đi luôn, về nghỉ ngơi trước, đừng ở bên ngoài đợi nữa. Là tiên sinh. Liễu đạo trưởng anh ta, giọng của Phùng Bảo đột ngột im bặt lại cúi đầu nhìn thấy cẳng chân của Trần Mù, mặt Phùng Bảo càng biến sắc nữa, khó khăn nói, Trần tiên sinh cũng bị thương, đã phát sinh chuyện gì rồi. Lão viên hóa thiệu đó lẽ nào không ở trên núi, hay là các cậu đã đối phó với lão xong, còn cần qua thôn tiểu liễu xử lý chuyện nữa không cần đi gấp rút như thế chứ không cần hỏi nhiều nữa cứ qua trước rồi nói sau tôi ngắt lời phùng bảo lúc này ngao sói đã nhảy lên trên thùng sau của một chiếc xe con ngỗng trắng kia cũng theo ngao sói cùng lên xe trần mù không mở miệng thêm chọn một chiếc xe khác lên ngồi phùng bảo không nói thêm nữa cũng đi đến bên cạnh xe có điều hắn không lập tức lái xe ngay mà rút lương khô từ trên xe xuống đưa cho tôi Cùng với Liễu Dục chú ngồi ở hàng ghế sau, đương nhiên cũng có người đưa đồ ăn qua cho Trần Mù. Còn có một người nhà họ Phùng gan to, chẳng biết sách từ đâu ra một con gà sống, định qua cho Ngao Sói ăn. Ngao Sói đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái, còn xì mũi rõ to. Tôi ra hiệu không cần cho tiểu hắc ăn, lúc nó ở trên núi đã ăn vào bụng không ít rồi. Ăn đồ ăn xong, hơi hồi phục chút ít thể lực, nhìn Trần Mù và Liễu Dục chú cũng đã ăn gần xong rồi, tôi mới lên xe đang chuẩn bị mở đường âm thì tôi mới phản ứng lại trời đã sáng rồi làm gì còn cần mở đường âm nữa vậy nên ngồi luôn lên phía sau gọi phùng bão lái xe gió lạnh lướt qua trên người tôi ngược lại thấy tư duy dịu lại không ít cái thứ cảm giác bị viên hóa thiệu áp chế đó mới từ đấy lòng bị vứt bớt đi nhiều từ đây vào trong thôn đã chẳng còn cần bao nhiêu thời gian nữa rồi tốc độ xe rõ ràng không chậm nhưng tôi lại cảm giác thời gian dường như dài dằng dặc hơn không ít đợi lúc đến bên ngoài cổng thôn, tôi đều cảm thấy đã nghỉ ngơi rất lâu rồi. Một hàng người xuống khỏi xe, Phùng Bảo lại mặt biến sắc, thất thanh hô một câu: Phùng Quân, sao ông lại ở đây? Tôi vừa nãy liên tục nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ mới nhìn thấy đứng bên cạnh cổng thôn chẳng phải chính là Phùng Quân đó sao? Ở phía bên kia còn đứng một gã đàn ông đầu trọc cao chừng một mét sáu, đấy chẳng phải chính là Lưu Văn Tam à? Lưu Văn Tam mặc áo tiểu quái vải đây trên cổ đeo tượng ai công thắt lưng dắt trảm quỷ đao và mã tấu bả vai cũng quấn rất nhiều dây thừng tôi đặc biệt chú ý đến trên mặt đất trải từng tấm vải trắng trong vải trắng lại còn có không ít xác chết những xác chết này hóa ra chính là những người trước đây rơi xuống sông ngoài bảy tám người dân thôn tiểu liễu ra còn có đạo sĩ liễu dục chú xuống xe sông đầu mày nhướng lên đôi phát được cái cũng chẳng mở miệng nói gì cái xác nữ đạo sĩ thanh thi kia bị gã để ở trên xe không đem xuống con ngươi màu xám trắng của Trần Mù nhìn về phía Lưu Văn Tam Tôi cực kỳ mất tự nhiên nhìn Lưu Văn Tam Đi lên trước hai bước Lại nhìn những xác chết kia Trong lòng liền phức tạp hơn không ít Lúc trước Lưu Văn Tam bị liễu dục chú nói cho bỏ đi Tôi kỳ thực có chút lo âu Có điều biết liễu dục chú cũng là vì tốt cho Lưu Văn Tam Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Lão lại tự mình đến thôn tiểu liễu Lại còn trực tiếp vớt xác luôn Điều khiến lòng tôi càng bức bối hơn là lưu văn tam không hề biết giờ này trong thôn tiểu liễu còn có gì trên trán tôi lờ mờ tú mồ hôi đang định nói thì lưu văn tam lại mò ra một chai nhị hoa đầu lão cười cười vuốt cái đầu trọc một phát nói thập lục chú văn tam vẫn có chút tác dụng đấy trên bờ chúng mày thấy chú không được chứ thứ ở dưới nước này thì chẳng có gì chú không vớt lên được hết phùng quân nói với chú rồi dưới nước này còn có một người nó lập tức cũng sắp lên rồi phùng bảo thì trợn mắt nhìn phùng quân một cái hắn hạ thấp giọng quát phùng quân là tiên sinh dặn dò ông thế nào ông cứ đợi về rồi bị gia chủ xử phạt đi mặt phùng quân hơi biến sắc hắn vốn đã mang một khuôn mặt gầy gò nên vẻ sợ hãi trông càng rõ rệt tôi chỉ định giúp đỡ để lưu tiên sinh vớt xác trần tiểu bàn xong bọn tôi đi ngay giọng của hắn hơi khàn khàn sắc mặt hơi có chút tái nhợt phùng bảo cực kỳ bất an nhìn sang tôi đầu mày của lưu văn tam thì nhíu lại với nhau lão đột nhiên không nói nữa mà quay đầu nhìn sang mặt nước sông tiểu liễu chú văn tam chú đừng xuống nước nữa lúc này tôi cũng chẳng biết nên nói gì lưu văn tam không biết rất nhiều chi tiết chắc là phùng quân đã kể với lão một số chuyện chứ không dựa vào tính cách của lưu văn tam thì phùng quân không thể nào có thể cưỡng chế lão làm gì cả nếu lão định làm thì chẳng ai ngăn nổi tôi kiểu gì cũng không thể quát tháo bắt lão lập tức trời đi được. Phùng Bảo đang nghe chuyện trên TV audio CV không trả lời Phùng Quân, mà bất an hỏi tôi, nên làm thế nào? Trần Mù mở miệng, bình thản nói, chung quy người của các anh cũng không thể đều ở lại đây được, đưa xác chết về bố trí ổn thỏa đi, Lưu Văn Tam, đừng cố chấp nữa, mạng của mày mà liều rồi mất ở đây, thì là lãng phí. Tôi thở vào một hơi, lời này của Trần Mù, vừa vặn cho tôi có cớ lùi, sắp xếp của lão cũng hợp lý thỏa đáng. Mà nửa sau câu nói của lão Rõ ràng cũng là nói cho Lưu Văn Tâm nghe Ngừng một chút Lão lại tiếp tục bảo xác chết của Trần Tiểu Bàn Đợi giải quyết chuyện này xong Dưới nước an toàn rồi Thì hãy vớt Xoạch một tiếng khẽ vang lên Lưu Văn Tam vứt bỏ đầu lọc thuốc trong tay Lão lại đưa tay lên Từng ực uống hết rượu trong chai Cái chai không vứt thẳng một phát xuống dưới sông Lão mù Không cần ông dạy tôi làm việc Có thêm loạn hay không Việc này tôi biết Ai bảo ông là tôi xuống nước thế giọng lưu văn tam trầm xuống không ít mí mắt trần mù hơi động đậy tâm mày lão nhíu lại thành một cục tôi mới phát hiện bộ tiểu quái trên người lưu văn tam đúng thật là vẫn đang khô ráo chỗ thượng kia cũng không giọt nước bây giờ đến mặt trời còn chưa lên nếu lão mà xuống nước thời tiết này căn bản không khô nổi vậy lão không xuống nước thì là ai vớt xác chết vừa nghĩ đến đây mặt nước ánh khí đen đột nhiên bắt đầu gợn sóng gợn sóng rất mãnh liệt cũng lớn khác thường rất nhanh bèn hình thành một dòng xoáy nhỏ. Dây tiếp theo thứ thò lên trên, bèn là một cái đầu có lớp lông xám trắng, con người to lớn khác thường, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Chỗ lông tóc trên đỉnh đầu nó, dính chặt lên trên hộp sọ, luồng khí hung ác, nanh nọc, âm u lạnh lẽo từ trên người nó tỏa ra ngoài. Tôi vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải chính là quỷ nước dưới sông Dương sao? Giữa người vớt xác và quỷ nước là thù địch đến chết, Trước đây Lưu Văn Tam ở sông Dương Vô số lần đấu với quỷ nước Mỗi lần đều là không chết không dừng Cuối cùng thoát chết trong gan tắc Có điều lúc đập sông Dương bị hủy Đám quỷ nước ra giúp vớt xác Sau lần đó Lưu Văn Tam bèn mang thanh mã tấu bố lão Truyền cho lão vứt xuống dưới lòng sông Dương Mãi cho đến tận giờ Lão mới có thanh mã tấu mới mà tôi đưa cho Việc này đủ để thấy Lưu Văn Tam lúc đó đã chẳng còn muốn diệt quỷ nước nữa Nên mới ném mã tấu xuống sông nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng lưu văn tam lại còn đem quỷ nước tới đây con quỷ nước lông xám trắng đó nổi cái đầu lên trên mặt nước từ từ đến gần bờ cùng chui ra khỏi mặt nước với nó bèn là thân người khô đét hình dáng giống như con khỉ vậy quỷ nước còn được gọi là khỉ nước ngoài cái đầu quá đổi rợn người ra phần còn lại của cơ thể đều chẳng khác gì so với khỉ cùng lúc nó lên bờ đồng thời còn lôi từ dưới nước ra một cánh tay tiếp sau cánh tay đó bèn là một xác chết trẻ nam vừa trẻ vừa hơi có chút béo một cánh tay hoàn chỉnh cánh tay còn lại thì bị đứt ngọt tại vị trí bả vai xác chết này chính là trần tiểu Bang. sau khi con quỷ nước lông trắng lên bờ phía sau nó lại trồi ra hơn hai chục con quỷ nước chúng túng năm tụng ba cũng kẹp theo xác chết nổi lên trên mặt nước sau khi lên bờ xong lại đem xác chết đặt lên trên vải trắng sau đó đám quỷ nước này bèn vây bên cạnh người lưu văn tam Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt xuống mặt nước, rồi lão mới quay đầu. Thập lục, cái thôn này, chú Văn Tam không vào nữa, chú ở ngoài thôn đợi mày. Lưu Văn Tam đã nói thế này rồi, tôi bèn không còn gì khác để nói nữa, không vào thôn kỳ thực vẫn còn đỡ. Tôi dặn dò đám người phùng bảo bắt đầu thu liệm xác chết. Kỳ thực tôi còn lo lắng một điểm, liễu dục chú sẽ đột ngột xuống tay với quỷ nước. Có điều vẫn may, chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi Lúc này liễu dục chú liên tục đứng trước đạo phù tế thiên mạch Cùng với với phù văn được Dương Thanh Sơn củng cố thêm ở trước cây cầu gỗ kia Tôi trước tiên gật gật đầu với Lưu Văn Tam Sau đó bèn đi đến sau lưng liễu dục chú Lúc này tôi mới phát hiện Cây cầu đó có chút bất thường Màu sắc phù văn trên câu trở nên đậm hơn rất nhiều Còn ánh lên vài phần đỏ thẳm Bản thân phù văn lẽ ra là một thứ cảm giác chỉnh thể Nhưng bây giờ lại toát ra vết tích bị xé rách Phù phá rồi, không phải quỷ nước là người dùng máu người tưới lên phù văn. Lưu Văn Tâm, lúc các anh đến đây, ở đây chắc đã không có người rồi hả? Liễu Dục chú lúc này mới mở miệng. Lưu Văn Tâm nhíu mày, lão vốn đã bước ra ngoài mấy bước, lúc này ngừng lại nói, đích thực không có người, một mống cũng chẳng có. Tôi còn tưởng là các anh sắp xếp chứ. Tim tôi lạnh hẳn xuống không ít. Trước đây chúng tôi không những sắp xếp người nhà họ Phùng, mà còn cả đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán. Kết quả bây giờ đều không thấy đâu Dùng máu tưới lên Là viên hóa thiệu tới rồi Dùng máu của bọn họ phá phù Rồi vào trong thôn Ừ. Liễu dục chú đáp lời một tiếng Rồi gã bèn nhấc chân bước lên trên cây cầu gỗ đó Trực tiếp đi thẳng vào phía trong thôn tiểu liễu Trần mù đi sát theo sau gã Lúc tôi lên cầu Vẫn còn ngoảnh đầu nhìn Lưu Văn Tam một cái Con quỷ nước lông trắng đầu đàn kia Đã leo lên trên vai lão Rồi vắt vẻo trên vai lão nó và Lưu Văn Tam đều đang cùng nhìn tôi. Đi qua cầu gỗ, bước lên trên mặt đường của thôn Tiểu Liễu, trong không khí ngập tràn một thứ mùi hương đặc thù. Đây không phải là mùi máu tanh, mà ngược lại giống như mùi nến hương. Liễu Dục Chú đã đi thẳng về phía một hướng. Lần trước khi tới đây, Liễu Dục Chú đã chỉ ra phương hướng ở đâu có người sống một cách chuẩn xác, gã tự có phương pháp tìm người của mình. Tôi và Trần Mù đi sát phía sau gã, đi theo chúng tôi không chỉ có ngao sói mà thậm chí cả con ngỗng trắng kia cũng lắc lư theo sau tôi đuổi một tí mà nó còn dướng cổ đập cánh một phát kêu lên hai tiếng bất lực tôi cũng chẳng còn thời gian ngăn nó nữa vật cực thông linh loại ngỗng lớn có linh tính thế này hoặc giả cũng có việc cần làm đồng thời tôi mò lấy phong thủy bàn ra cúi đầu nhìn thay đổi bên trên của kim chỉ lúc này kim la bàn đang chuyển động vù vù xoay không ngừng đại khái lúc đến đường chính trong thôn trên mặt đất lại còn trải một lớp vải đỏ thứ vải đỏ này còn toát ra một vẻ trang trọng lại đi tiếp lên trước khoảng chừng mấy trăm mét sau trước nhà của một hộ dân thôn đứng sừng sững rất nhiều người trên người những người này đều hoặc là mặc quần áo của nhà họ phùng hoặc là mặc đạo bào thần sắc bọn họ hơi có chút ngay dại đứng canh ở cổng sau khi chúng tôi tới bọn họ gần như đồng thời ngẩng đầu lên đờ đẫn ngơ ngẩn chầm chầm nhìn ba người chúng tôi. Trên đầu có một đạo sĩ, trước đây chúng tôi từng gặp qua, chính là người chăm sóc cho liễu dục chú trong thời gian gã nằm viện. Hắn đột nhiên nói một câu, âm dương tiên sinh xuất hắc, tiên sư viên hóa thiệu, mở đàn làm phép, lấy xác tạo phúc bách tính, không phận sự chớ lại gần, nếu không giết không tha. Những lời này của hắn nói rất ổn định, hơn nữa còn giơ tay lên, trong tay hắn đúng thật đang cầm một tấm thẻ bài bằng đồng, bên trên còn khắc chữ, hắn giơ tấm thẻ bài lên với chúng tôi, quát lớn một tiếng, lui ra. Giây tiếp theo, đám đạo sĩ phía sau lưng hắn, cùng với người nhà họ Phùng, đều rút đồ nghề từ sau lưng ra. Nếu không phải là trường đao, thì cũng là trường côn, trên khuôn mặt đờ đẫn của bọn họ cũng dâng lên vẻ hung dữ. Ngay tiếp đó, những người đó đồng thanh quát lớn, tiên sư mở đàn trừ ác. Không phận sự chớ lại gần. Nếu không giết không tha. Những người này tuy biểu cảm đờ đẫn, nhưng giọng nói đúng thật là uy nghiêm. Nếu không phải cái thôn tiểu liễu này đâu đâu cũng quỷ khí mịt mù, thì tôi đúng là cảm giác đã xông vào đạo trường của một âm dương tiên sinh nào đó, đừng đột phá hoại việc người ta mở đàn giảng đạo rồi cũng nên. Cả một đời viên hóa thiệu đều đang cầu được người đời yêu kính, nhưng y cầu được chưa? Không dựa vào thủ đoạn mê hoặc tâm trí, thì có mấy người yêu kính y. Trong mắt tôi toàn vẻ chán ghét, trầm giọng quát động tác của liễu dục chú thì lại nhanh đến khác thương. Gã lách người một phát, bèn trực tiếp xông vào giữa đám người đứng trước cổng. Đồng thời chồm ra ngoài còn có ngao sói. Lần này liễu dục chú động thủ, bèn không sử dụng đến binh khí, mà ngược lại chưởng tay đánh trúng đều là vị trí không phải yếu huyệt, trong nháy mắt, liền có mấy người lập tức ngã xuống. Tôi mới phát hiện, nhưng người này đều không bị vong nhập. Chẳng cách liễu dục chú không dùng đạo pháp, trong tình trạng không bị vong nhập, lại là người sống nếu như sát thương người sống nhất định sẽ gặp báo ứng trần mù cũng tung người nhảy vào trong đám đông lão cũng không dùng binh khí sử dụng là phương thức khôi tinh điểm đấu giây phút lão tung người nhảy lên hoặc là cùng lúc lão giơ tay lên bèn có một người nhà họ phùng hoặc đạo sĩ cổ bị trật khớp còn về ngao sói thì lông trên cổ dựng ngược lên hướng vào trong cổng sủa lên hai tiếng rồi lao thẳng vào trong sân lòng tôi kinh hãi, ngao sói vào trong rồi, tôi cũng không thể ở bên ngoài nữa. Trần Mù và Liễu Dục chú chắc chắn cần mấy phút là có thể giải quyết được những người này. Tôi sải bước trực tiếp đi vào trong sân, rõ ràng trong thôn không có gió, mà lại cho tôi một cảm giác gió lớn tạt vào mặt, thổi đến mức đường phục trên người tôi kêu lên phần phật. Trước cổng nhà có một tấm bình phong, vải đỏ bèn chấm dứt tại chỗ này. Ngao sói và con ngỗng vòng qua tấm bình phong, tôi đi sát theo sau cảnh tượng phía sau bình phong lại khiến tôi không khỏi kinh hãi. Bên cạnh một chiếc bàn gỗ màu đen đang quỳ 16 người. Trên đỉnh đầu 16 người này, toàn bộ đều bị lật ra một vết thương hình tròn, bất nến đang cháy bên trong đó, ánh lửa leo lét. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng bầu trời lại cực kỳ âm u ngột ngạt, mặt trời dường như bị một tấm màn đen vô hình che khuất, không có một tia sáng nào lọt xuống, giống như trời thật sự vĩnh viễn đều sẽ không sáng lên được vậy. 16 người đó hai chân quỳ dưới đất, trong tay mỗi người đều bưng một món đồ khác nhau, hoặc là máu thịt xương trắng, hoặc là nội tạng tim gan, thực sự khiến người ta sẩn tóc gáy, khủng khiếp đến cùng cực. Rất rõ ràng bọn họ đều vừa chết chưa lâu, nét đau khổ nhăn nhúm trên mặt, càng khiến người ta không rét mà run, toàn thân nổi lên từng lớp từng lớp da gà. Phía trước cái bàn vuông là một gã đàn ông cao gầy người mặc đường phục đứng quay lưng lại. Chiều cao của y ít nhất cũng phải trên 1m8, tầm bằng với liễu dục chú. Có điều so với liễu dục chú, y gầy gò hơn chút ít, nhưng là gầy một cách trắng rỏi tháo vát, giống như một cây thông nơi núi cao băng tuyết vậy. Ngao sói đột nhiên lùi sau một bước, nó cúi đầu sủi lên một tiếng, nhưng không còn hung hãn như lúc trước nữa. Từ sau khi nó ăn máu thịt của tiểu nít, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lộ ra vẻ khiếp sợ kiểu này. Con ngỗng trắng kia ngược lại không chút sợ hãi, ngửa đầu đập cánh, kéo theo một luồng gió khiến mặt đất tung lên không ít bụi đất viên hóa thiệu tôi đột nhiên cảm giác nội tâm mình đều bình tĩnh hơn không ít viên hóa thiệu nhất định không tính được chúng tôi có thể đến đây loại người tự phụ lại ngông cuồng kiểu này như y sẽ không cho rằng toan tính của mình lại thất bại gã đàn ông đó từ từ quay người lại tôi đè nén cảm xúc trong lòng lại trấn tĩnh nhìn thẳng vào mặt y nếu nói người này còn trẻ thì tóc của y đều đã bạc trắng hết cả Nhưng nếu nói người này đã già Thì diện mạo của y lại vẫn toát lên luồng khí tráng kiện của tuổi tráng niên Nếu bỏ qua mái tóc bạc trắng của y Dung mạo người này nhiều nhất không quá 40 tuổi Hơn nữa tướng cốt của y cực kỳ rõ nét Thậm chí khiến tôi có chút cảm giác nhìn thấy kiểu dị cốt đó của kế nương Xương thiên đình dày dặn nổi lên Nhưng không quá gồ rõ Đây là xương tướng quý Nếu quá gồ lên Thì là tốt quá hóa dở kế nương chính là hơi có chút gồ lên quá nhiều còn viên hóa thiệu thì vừa vặn đúng mức là xương thiên đình cả vạn khó có một lại nhìn xương đỉnh của y bằng phẳng ngay ngắn mà không vóc lên xương đỉnh là thế tục điều này đại biểu cho một đời không kinh qua quá nhiều thất bại ổn định vừa ý xương tá xuyến từ vị trí bên mái sinh trưởng lên đến đỉnh đầu cũng vô cùng rõ nét đây là xương nắm quyền nếu người bình thường có dạng tướng cốt này nhất định là nhà lớn nghiệp lớn thủ hạ trung thành tận tâm xương thái dương dài mảnh nằm ở vị trí giữa hai bên đuôi lông mày và trước huyệt thái dương đây là xương hiển quý đại biểu danh tiếng lên cao còn về xương mày xương gò má cùng với xương mũi đại biểu chủ kiến thì càng sinh trưởng một cách hoàn mỹ không khuyết điểm vừa nãy trước khi y quay người tôi còn nhìn thấy xương chẩm và xương gáy của y xương chẩm có nhô có thế xương gáy nằm phục phẳng chứ không nhô ra tôi nhìn thấy như thế lại lờ mờ dâng lên một tia cảm giác thất bại Ngươi có chính quý cốt, bẩm sinh không tầm thường. Viên hóa thiệu đúng thật là cốt đẹp. Năm đó lần đầu tiên Lý Âm Dương gặp ta, bèn nhìn cốt của ta, có điều y mặt không biến sắc, không hề lộ ra vẻ thất bại như ngươi, cửu cốt của y cũng là hoàng mỹ, tên đồ tử đồ tôn ngươi, kém không hề ít. Viên hóa thiệu hai tay khoác sau lưng, hướng về phía tôi hơi hơi lắc lắc đầu. Có điều âm dương thuật của ngươi tạm được, ngươi có thể tới được chỗ này, cũng khiến ta sinh lòng tiếc tài. Tiếng nói của y toát ra một vẻ rất đặc thù, giọng nói trầm ấm sâu thẳm, phản phất chứa đựng một luồng khí thế, luồng khí thế đó còn gọi là lý. Dường như nghe thêm vài câu, là liền nhận định những gì y nói nhất định là chính xác vậy. Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi một phát, lập tức mới tỉnh táo hơn không ít. Hai mắt nhìn đối diện với viên hóa thiệu, tôi mới phát hiện y còn có một chỗ dị thường nữa, hóa ra mắt y còn là sông đồng tử. Dạng tướng mặt này, đã không phải là hiếm gặp trên đời nữa mà là trong lịch sử cũng chẳng xuất hiện được mấy lần. Ông sống quá lâu, trên người ông có quá nhiều mạng người, hôm nay chúng tôi thay trời hành đạo, tôi cũng phải thay bố mẹ, ông nội tôi, cùng sư tổ lý âm dương báo thù. Rõ ràng còn chưa động thủ, mà viên hóa thiệu đã cho tôi một cảm giác áp lực, khiến tôi nói chuyện cũng đều thở dốc. Tôi trực tiếp bèn móc lấy nghiên mực và bút địa chi ra, trong lúc giơ tay, đồng thời liền đạp bước lên trước, Viên hóa thiệu đột nhiên cười cười, nói, báo thù. La thập lục, thứ hai mắt ngươi nhìn thấy, quả đúng là sự thật sao? Âm dương sinh ra tại thế, hoàn trả tại nhân, bia đá trước phủ đệ đó, ngươi đã từng xem chưa? Nói đến phần sau, đã thành quát nạt. Tốc độ nói của y cực nhanh, quát nạt xong lại là một loạt chất vấn. Ta cứu bách tính nội dương khi gặp dịch bệnh, hạn hán cầu mưa, lũ lụt xuất lương, nhiều bệnh trị bệnh, không bệnh bảo hộ an khang gia tiên làm loạn, ta bèn trị gia tiên. Quỷ quái hoành hành, ta bèn thu quỷ quái. Thay trời hành đạo. Đôi mắt ngu muội, sao nhìn rõ được bản chất? Lý Âm Dương là ác thi vũ hóa, y tại sao có ngày hôm nay, người đúng thật không biết. Đi sai một bước, bèn bước bước đều sai. Nếu không phải y vũ hóa thành ác, ta sao phải lấy xác? Nếu không phải y cố chấp không tỉnh ngộ, cha mẹ ông nội ngươi, người của cả thôn này, sao lại phải chết? La thập lục Tư chất ngươi tạm được Nhưng tâm tư ngu dốt Không tỉnh lại còn đợi bao giờ Lý âm dương sắp tới Ta ngươi diệt hồn y Lấy xác y Mới là thay trời hành đạo Giây phút dứt lời Đột nhiên những xác chết quỳ Ở bên cạnh cái bàn vuông kia Lửa nến trên đỉnh đầu bùng cháy phừng phừng Nghiễm nhiên cả phần đỉnh đầu đều như đã thành bất nến vậy Mặt mày viên hóa thiệu nghiêm trang uy nghiêm đến cực điểm Đôi tay khoác sau lưng cũng dơ lên khép hờ bên sườn cẳng tay hơi hơi cong lên, động tác đó giống như đang tiếp nhận. Những lời đó tuy đã dứt, nhưng vẫn đang không ngừng vang ầm bên tai tôi, càng lả lướt vào trong tâm. Viên hóa thiệu nói một cách hàm hồ, nhưng tôi rất rõ, chẳng phải chính là chuyện lý âm dương vi phạm giáo huấn tổ tiên của địa tướng Kham Dư, truyền dạy âm dương thuật cho vợ con sao? Còn muốn cho vợ con được sống tiếp? Lý âm dương đích thực sai rồi, mệnh số âm dương lúc đó bèn không tiếp tục bảo hộ cho ông ta nữa nhưng ông ta sai thì có thể chứng minh viên hóa thiệu là đúng sao quốc có quốc pháp gia có gia quy thế tục có luật pháp thiên hạ có đạo trời lý âm dương có sai thì trời sẽ trừng phạt chẳng qua cũng là đi lại trên đường ngã bịch một phát chết bất đắc kỳ tử thôi lại giống như vợ con ông ta bệnh nặng chờ chết ông ta đi khắp thiên hạ cầu y đây bèn càng là thể hiện của việc trừng phạt này viên hóa thiệu không phải là pháp luật cũng chẳng phải là ý của ông trời y vì ích kỷ hại người đây bèn là tội nợ của y tôi hai mắt đỏ ngầu căn bản không ngừng lại đã lao đến trước mặt viên hóa thiệu thậm chí tôi căn bản còn không biện bạch với viên hóa thiệu giơ tay bút địa chi liền chạm về phía đỉnh đầu của viên hóa thiệu thứ tôi vẽ là một đạo trấn vật phù động thủ với viên hóa thiệu không giảng đạo nghĩa quy tắc gì được hết mà cần phải tiên hạ thủ vi cường trong mắt viên hóa thiệu lại lộ ra một vẻ tiếc nuối còn cả thương xót y đột nhiên nói thứ ngươi cầm là nghiên mực của ta không phải là nghiên thiên can của địa tướng kham dư ngươi làm sao cầm lên được giây phút lời này của y thốt ra tôi liền cảm giác trên tay đột nhiên nặng trịch đồng thời bèn trượt tay một cách kỳ dị rầm một phát nghiên mực trực tiếp rơi luôn xuống đất lại còn vừa vặn đập lên trên mu bàn chân tôi tôi hự lên một tiếng có điều cánh tay cầm bút địa chi vẫn không run chỉ là còn chưa chạm tới mặt của viên hóa thiệu y liền lại thở dài một tiếng xì sì, một tiếng phun lưỡi truyền lại từ ống tay áo của y Đột nhiên bắn ra một cái đầu rắn màu đen ánh ra tia sáng trắng Tôi thất kinh mặt biến sắc Viên hóa thiệu lại còn bất cứ lúc nào cũng đều đem theo liễu tiên trên người Cùng lúc tôi vụt lùi ra sau Bên tai vang lên tiếng chú pháp khắc nghiệt của viên hóa thiệu Càng cung thập lục, thiên phong cấu Vô cớ, gió trong sân đột nhiên mãnh liệt hơn không ít Trong thứ gió đó còn lẫn với không biết là thứ vụn gì Lập tức bay vào mắt, đau nhói bỗng rác Tôi căn bản không mở mắt ra được cùng lúc hạ chân xuống viên hóa thiệu lại trầm giọng quát lên cấn chấn sơn sơn trạch tổn ngón gãy xương nứt mũi loét lưng còng dưới chân tôi lập tức trống không một phát mặt đất trong sân hóa ra có một vết nứt ra cả bàn chân đều kẹt vào trong thậm chí tôi còn không biết vết nứt này là đột ngột xuất hiện hay là được viên hóa thiệu chuẩn bị từ trước nữa chỉ có điều tôi đã nghe hiểu nội dung mà y nói rõ ràng là tướng quẻ và quẻ hiện trong tiên thiên thập lục quẻ Hai vị trí mà tôi dẫm lên lại vừa vặn đều là hai phương vị tướng quẻ khác nhau ở trong sân này. Cảm giác đau buốt trong mắt vừa miễn cưỡng dịu đi chút ít, tôi lại đau đến mức hự lên một tiếng, rung lẩy bẩy giơ tay lên, đầu ngón tay nắm lấy bút địa chi của tôi, thâm tím một mảng, giống như tôi vừa nãy dùng lực quá mức, tự mình nắm gãy ngón tay mình vậy. Chân phải đạp vào trong vết nứt cũng đau buốt cực kỳ, tôi cố nhịn cơn đau, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, còn vị trí mũi thì là từng cơn đau và ngứa ngáy, giống như mọc mụn lỡ vậy, trên lưng cũng giống như có thứ áp lực không đè nén nổi, khiến tôi còng lưng. Lý Âm Dương nhập vong trương nhĩ là lần đầu tiên tôi thấy ông ta sử dụng thủ đoạn âm dương thuật của địa tướng Kham Dư có thể thi triển phù cùng với mệnh số bảo hộ ra. Cú giáp mặt với viên hóa thiệu này, tôi mới biết hóa ra âm dương thuật còn có một mặt đáng sợ thế này. đứng ở trên tướng quẻ gì, âm dương tiên sinh hóa ra còn có thể chỉ hưu thành ngựa, trực tiếp khiến tướng quẻ hiển hiện. hiện. Tôi dốc hết sức lực, hự lên một tiếng định rút chân ra ngoài, tôi đích thực đã rút được chân phải ra, loạn choạng lùi sau một bước, cùng lúc vốn chuẩn bị hạ chân, tôi mắt nhìn thấy viên hóa thiệu lại định mở miệng, lập tức liền vô cùng kinh hãi. Lẽ nào y đã tính sẵn, tôi sắp dẫm lên trên tướng quẻ nào? Âm dương thuật tôi không bằng viên hóa thiệu, tiên thiên thập lục quẻ bản thân đã là quẻ vô cùng phức tạp, tôi bói quẻ ít, một phát căn bản không nhìn ra được bản thân sẽ dẫm lên vị trí gì. Tư duy trong nháy mắt, tôi cưỡng chế dừng động tác của mình lại thành nhảy bật một phát ra sau không rơi xuống chỗ mà bản thân tôi sắp rơi xuống nữa ngược lại thành lùi ra sau thêm nửa mét nhưng viên hóa thiệu lại lắc lắc đầu trầm giọng nói khảm và ly băng huyết rác tai suy thận giây phút y dứt lời sau lưng bèn truyền lại hai tiếng xé gió vù vù tôi chỉ vừa nghe thấy âm thanh bèn cảm giác thấy đau hai tay giống như bị thứ gì đó đâm xuyên vị trí thắt lưng cũng không ngừng đau quặn từng cơn Hự lên một tiếng, tôi suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất, run rẩy đưa tay lên sờ tai, tai nóng bỏng đỏ bừng, máu đang không ngừng chảy ra, trên tai cắm thứ gì đó, tôi rút ra nhìn một phát, hóa ra là hai chiếc kim bạc. Thứ đồng thời đập vào thắt lưng tôi ngược lại là một viên đá. Tôi khó nhọc rồi theo bản năng nhìn vọng ra cánh cổng ở phía sau lưng một cái, loáng thoáng vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng liễu dục chú thi triển chú Pháp, chắc là dạng giống như chiêu thức lần trước đối phó với liễu tiên. Kim của gã bắn vào trong sân, lại còn đánh lên trên người tôi. Viên đá này chắc cũng là thứ bắn vào trong lúc đánh đấu. Trên trán tôi mồ hôi lạnh liên tục túa ra, quay đầu, càng nghi ngờ kinh hãi nhìn Viên Hóa Thiệu. Đây cũng là tính toán của y. Tôi vừa nãy nếu như rơi vào chỗ cũ, ngược lại sẽ không nhận phải thương tích như thế này. Viên Hóa Thiệu vẫn bình thản nhìn tôi, y lại nói một câu, "La thập lục, ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Âm Dương có thuật, đồng thời âm dương cũng có số, lý âm dương đã đi sai đường, ngươi còn muốn đi sai sao? Một bước sai, bước bước sai, bây giờ đi đường chính đạo, vẫn còn kịp, ta thích sức sống mãnh liệt của người trẻ tuổi, ngươi vẫn là một viên ngọc thô chưa mài dũa. Cùng ta đối phó với lý âm dương, âm dương thuật của ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi, ngươi mới biết âm dương tiên sinh, rốt cục đại biểu điều gì. Xuất hát không người dẫn dắt, bèn là đi trên một con đường tối đen vô cùng tận, bước sai rồi, hại chết bao nhiêu người, bèn không phải điều ngươi có thể khống chế được. Tôi cực lực bình ổn lại hơi thở, cố nhìn cơn đau trên người, khàn giọng hỏi ngược lại, vậy ông liền có thể giết người không chớp mắt, âm dương có số, mệnh dĩ nhiên có số, viên hóa thiệu, ông lẽ nào không hề đi ngược lại sao? Nếu ông không đi sai đường, vậy ông bây giờ lẽ ra đang nằm trong quan tài, chứ không phải đứng ở đây. Ông rất già rồi, già đến mức lẽ ra đã sớm tiêu hao hết dương thọ từ lâu. Trên người ông, có bao nhiêu sinh mạng, sau lưng ông lại có bao nhiêu oan hồn. Cái tâm độc của ông phải bằng thứ quỷ ác nhất trên thế gian. Nói rồi, tôi bèn rút cái chai máu gà cất ở giữa ngực ra. Tiểu hắc giữ lấy y. Tôi gầm nhỏ một tiếng, đồng thời cũng lao ra phía trước. Ngao sói tuy rằng vừa nảy lộ vẻ sợ hãi. Nhưng khi tôi gầm lên thành tiếng, hơn nữa lại lần nữa lao lên trước, nó bèn phát ra một tiếng tru dài, tứ chi giống như tên bắn khỏi cung, tấn công về phía viên hóa thiệu tốc độ của nó càng nhanh hơn ác liệt hơn so với tôi trong mắt viên hóa thiệu lộ ra vẻ khinh miệt thứ ngao sói được nuôi ra từ vết đồng loại ăn sát quỷ thứ hung dữ cưỡng chế đào tạo mà thành bèn có hung dữ đến đâu cũng không bằng gia tiên y giơ tay hô một phát trong ống tay áo lại bắn ra một bóng thân rắn đen xị ánh màu sáng trắng đầu nó nghễnh lên nanh rắn sắc nhọn phản xạ ánh sáng âm u lạnh lẽo bắn bay về phía người ngao sói Lòng tôi lạnh nhắc đến tận xương, nhưng không cách gì rút tay đi giúp ngao sói được, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Sát thuật là thuật pháp cực hung ác dùng đối phó với sát quỷ, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, cũng là một chiêu lợi hại nhất hiện giờ của tôi. Viên hóa thiệu là người không sai, nhưng tôi cảm giác sự ác độc của y không xứng làm người, sát thuật tổn thương hồn, đối với y mà nói nhất định cũng sẽ có tác dụng. Chỉ có điều, cái giá mà tôi phải chịu chắc sẽ càng lớn nhưng bất luận cái giá này là gì hôm nay viên hóa thiệu đều không thoát được cái chết của ông nội mối thù của bố mẹ ân ân oán oán của những đời trước sự hung ác tàn độc của viên hóa thiệu bây giờ đều phải kết thúc tại thôn tiểu liễu động tác của tôi nhanh chóng khác thường đã quên đi đau đớn trên người rồi trong giây phút này tôi càng lý giải sâu sắc được sức mạnh ý chí mà trần mù nói chỉ dựa vào tôi nghĩ thì không đủ được sự việc xảy ra trên người mình mới có thể cảm nhận rõ ràng rành mạch được một tay rút chiếc lông đuôi gà trong chai ra máu gà trên đó đỏ tươi vô cùng một luồng khí bạo ngược điên cuồng bốc lên trong cơ thể tôi tôi lúc này hai mắt sung huyết cơ trên mặt không khống chế được mà vặn vẹo run rẩy quanh người đều tỏa đầy sát khí hung hãn trong nháy mắt tôi đã lao đến trước người viên hóa thiệu nơi khóe mắt tôi nhìn thấy ngào sói lao đến giữa không trung lúc sắp bị con liễu tiên kia cắn trúng thì ngỗng trắng đột nhiên đập cánh phành phạch một phát lại cũng nhảy vọc lên một phát cấp trúng bảy thốn của con liễu tiên đó. Ngao sói vùng một tiếng, lao thẳng xuống dưới, tốc độ của nó càng nhanh hơn tôi. Viên hóa thiệu vốn cũng đang nhấc tay lên, động tác ra vẻ định đẩy tôi ra, thì ngao sói đã âm một phát chồng trúng bả vai y, hai móng cào thật mạnh về phía ngực y, đồng thời con một phát cắn về phía trên cổ y. Rầm một phát, viên hóa thiệu bị đè thẳng cẳng xuống mặt đất, ngao sói một phát lại không cắn trúng cổ y, chẳng biết tại sao mà chỉ cắn lên phía bên trên bả vai y, cả thân người ngao sói phải to lớn hơn rất nhiều so với viên hóa thiệu, gần như chỉ còn lộ ra ngoài non nửa phần thân trên của viên hóa thiệu. Trong mắt tôi càng nóng hơn, nóng đến mức như sắp trĩ máu, giơ cao tay lên. Dưới sắc trời ảm đạm, máu ở phần chóp lông đuôi gà, tí tách tí tách. Người hung sát, trời không dung. Sát thuật đến, hồn mệnh đoạn. Tôi quát lớn thành tiếng, vụt chậm xuống dưới. Cuối cùng, mặt của viên hóa thiệu cũng hơi biến sắc. Sự biến sắc của y bèn khiến tôi mừng rơn Y đích thực rất lợi hại Nhưng tất cả mọi việc đều tràn ngập biến số Y ngàn tính vạn toán Tính toán được tất cả mọi thủ đoạn Năng lực của chúng tôi Hoặc giả chính bởi vì y quá tự phụ Không tính thêm việc bên người chúng tôi có thêm một con ngỗng Vừa nãy con liễu tiên đó Chắc là có thể đối phó được ngao sói Nhưng con ngỗng diệt nó rồi Ngao sói liền chồng lên trên vai viên hóa thiệu Càng thành cho tôi cơ hội hạ thủ Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gió giật bên tai, càng có thể cảm nhận được một luồng khí nóng trong cơ thể đang chảy về phía cái lông đuôi gà trên tay. Mắt nhìn dây tiếp theo, tôi liền sắp cắm trúng vào ngực viên hóa thiệu. Đột nhiên, từ phía bên hông của y, nhanh chóng chui ra một con hoàng bị tử trong màu lông trắng ánh lên vài phần màu huyết. Con hoàng bị tử này đúng chuẩn là một con hoàng tiên, nó trực tiếp đứng luôn trên ngực viên hóa thiệu, đôi con mắt tròn láo liên, chầm chầm nhìn đối diện với tôi. Lập tức tôi liền cảm giác một cơn quay cuồng, vụt cắn đầu lưỡi một phát, nhưng tôi đã lao quá nhanh, đợi lúc tôi phản ứng lại, lông đuôi gà trong tay đã cắm thật mạnh vào trong đỉnh đầu của con hoàng bị tử đó. Trong nháy mắt, con hoàng bị tử đó thất khiếu chảy máu, chỉ có điều con mắt tròn vo láo liên đó của nó lại ánh lên một tia thần sắc kỳ dị của việc âm mưu đã đạt được. Rầm một phát, nắm tay tôi cũng bởi quán tính mà đập thật mạnh xuống dưới dễ dàng như bẻ cành khô vậy hoàng bì tử bị tôi đập cho dính bẹp trên ngực của viên hóa thiệu máu tươi bắn tung tóe chỉ có điều sát thuật của tôi lại cũng phế rồi không làm bị thương đến viên hóa thiệu được ngược lại chỉ diệt được một con hoàng tiên lúc này sắc mặt viên hóa thiệu đã hồi phục bình thường trong miệng y rì rầm nói nhỏ tôi không nghe rõ y đang lẩm bẩm cái gì ngao sói đột nhiên phát ra một tiếng kêu trên thảm thiết nó vụt nhã mõm bắn ra khỏi người viên hóa thiệu Tôi đồng thời rút cánh tay ra, bình bịch lùi ra sau mấy bước. Tôi lúc này mới nhìn thấy trên miệng ngao sói máu tươi đầm đìa, rõ ràng là nó cắn Viên Hóa Thiệu một miếng, nhưng ngược lại giống như nó mới là kẻ bị trọng thương vậy. Viên Hóa Thiệu từ dưới đất đứng dậy, áo trên vai y bị rách, lộ ra ngoài một con nhím màu xám trắng nằm bò trên bả vai y. Trên lưng con nhím có một số chỗ lông gãy, rõ ràng là vừa nãy nó ẩn nấp trên người Viên Hóa Thiệu, ngao sói một phát cắn trúng kỳ thực là con nhím. Ngao sói vừa nãy có thể khống chế được viên hóa thiệu Cũng chỉ là bởi luồng lực lớn kia mà thôi Tôi có thể cảm nhận rõ nét cái cảm giác cơ thể bị rút sạch Di chứng của sát thuật tới vô cùng nhanh Viên hóa thiệu nhấc tay Nâng sát chết con hoàng tiên kia lên Rồi ngoảnh đầu nhìn phía bên kia sân một cái Tôi thở dốc một cách nặng nhọc Khóe mắt có thể nhìn thấy con ngỗng đã kẹp con hoàng tiên ra thành từng khúc từng khúc trắng một Viên hóa thiệu đột nhiên nhắm mắt lại Từ phía bên kia thắt lưng của y chui ra ngoài một con hồ ly trắng muốt như tuyết. Con hồ ly đó có một đôi mắt lá liễu dài hẹp, nằm bò trên đỉnh đầu viên hóa thiệu. Trong lúc thẳng thốt, tôi cảm giác kẻ nằm bò đó là một người đàn bà gương mặt kỳ dị. Ngay tiếp đó, dưới chân tôi đột nhiên vang lên một loạt tiếng soạt soạt, cùng lúc âm thanh này xuất hiện, bèn là cảm giác đau buốt truyền lại. Tôi vụt cúi đầu, thì nhìn thấy có một con chuột lông xám đang cắn vào vị trí đầu ngón chân tôi. Con khôi tiên này định cắn ngón chân cái của tôi nó đã đang phát lực lúc tôi phát hiện thì đã trễ rồi lòng tôi điên lên một phát chân bên kia nhấc lên định giẫm thật mạnh về phía con khôi tiên này nó cho dù có cắn đứt một ngón chân cái của tôi tôi cũng phải giết chết nó trên người viên hóa thiệu cũng đem theo ngũ gia tiên bây giờ chết hai con rồi chết thêm một con nữa là chỉ còn lại bạch tiên với hồ tiên thực lực của y nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều nhìn vẻ như tôi đang đấu sinh tử với y có điều cũng chỉ là chuyện trong thời gian một hai phút mà thôi Liễu dục chú và trần mù chắc sắp vào rồi Tôi không dết được viên hóa thiệu Thì phải dốc hết tất cả để tiêu hao y Thế nhưng đúng vào lúc này Trong áo tôi lại rung lên một phát Phục một tiếng Đâm trách túi áo là một cây bút khắc Cây bút khắc này lại vô cùng trùng hợp Vừa vặn đâm xuyên lên đầu của con khôi tiên đó Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng Mõm khôi tiên cắn lấy ngón chân cái của tôi Chính trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, bút khắc đã lấy mạng của nó trước lòng tôi vô cùng chấn động trong lúc vô ý tôi quên đi sinh tử vận may này không bảo hộ của mệnh số âm dương này lại đến một cách tự nhiên mà trực tiếp cúi đầu tôi trực tiếp rút luôn cây bút khắc ra một phát đạp bay con khôi tiên đó nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha